nhưng chỉ bằng hắn một gã tu sĩ hóa thần căn bản không thể làm được, chắc chắn Lũng gia cũng có luyện ngư tu sĩ khác theo tới đây. Thiếu nữ áo bào trắng nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ phía xa, bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe xong những lời này, liên tưởng lại vị Lũng Đông kia đích xác rất chú ý tới thiếu nữ nên trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa. Nếu là chân linh huyết bình thường thì không nói, nhưng đối với thượng cổ chân linh gia tộc như Diệp gia và Lũng gia thì linh huyết đã sớm ăn sâu vào huyết mạch hai nhà, không biết đã bao nhiêu vạn năm theo lý mà nói thì rõ ràng lũng ra không thể cướp lấy việc này mới đúng. Diệp sở thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt hiện lên một tia kinh nghi. Điều này ta cũng không rõ lắm, nếu lũng ra dám động thủ, hẳn là đã nghĩ ra phương pháp. Ngay cả chúng dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì chúng cũng đừng tưởng có thể đánh bại thiên phượng chi phách. Trong lát nữa, tiểu muội kích phát linh huyết, còn cầu sở tỷ tỷ ra tay tương trợ. Hàn huynh, làm phiền huynh hộ pháp, thiếu nữ áo bảo trắng sắc mặt trầm xuống, nếu đã không thể đứng ngoài thì Hàn Mỗ tất nhiên sẽ tận lực. Hàn Lập nhìn mây đen cùng đầu rồng đáng sợ kia từ từ tiếp cận, cười khổ một tiếng. Thứ gọi là Chân Long chi phách kia dường như không đưa bọn họ để vào trong mắt, bộ dạng không chút hoang mang. Hàn huynh hiểu được thì tốt rồi, trước tiên, ta sẽ bày ra pháp trận thúc dục linh huyết cùng Chân Long chi phách này đại chiến một trận để xem rốt cuộc là thiên phượng chi lực của Diệp gia chúng ta cường đại, hay là chân long chi huyết của Lũng gia tinh thuần. Thiếu nữ thần sắc vừa chậm rãi nói sau đó một tay nàng hướng chữ vật thủ chạc khẽ vỗ, nhất thời xuất hiện một trận kỳ vô số nhan sắc đan sen kỳ dị, tay khẽ động, hơn 10 đạo hào quang bay ra, bắn vào mặt đất vùng phụ cận rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, một tầng quang hà minh mông hiện lên, rồi xoay quanh trong không trung. Hàn lập nhất thời không thể nhìn ra pháp trận này có uy năng gì. Lúc này, thiếu nữ khoanh chân ngồi trong trung tâm pháp trận, sau đó miệng hé phun ra ngũ đoàn quang cầu nhan sắc không đồng nhất, xoay quanh không ngừng tại bốn phía thân thể. Mỗi một khỏa quang cầu đều to bằng nắm tay, bên trong ẩn ẩn có chứa một loại bảo vật khác nhau, theo thứ tự là tiêu cầm tỷ bà đao hoàn. Trong đó, tỷ bà nằm ở viên hoàng sắc quang cầu, rõ ràng là xá linh tỷ bà hàn lập mà đã gặp qua. Uy lực đáng sợ của vật này hắn đã tận mắt nhìn thấy đây chính là một kiện linh bảo phỏng chế hiếm thấy. Hàn lập trong tâm cân nhắc không ngừng, lúc này thiếu nữ lại ngưng trọng lấy ra trên người một cái bình ngọc trắng tinh, nàng mở ra nắp bình, một tiếng phượng minh lạnh lót truyền ra, lập tức một con thải phượng cao hơn tất từ trong bình bay ra, xoay quanh một vòng, bộ dạng muốn tung ánh bay đi. Nhưng thiếu nữ bào trắng lại hé miệng phun ra một cỗ ngũ sắc quang hà bỗng chốc bao lấy bạch phượng. Quang hà đại phóng, con thải phượng kia linh quang toàn thân chợt lóe, trở lại như cố thành một viên linh đan ngũ sắc, hương khí xông thẳng vào mũi. Thiếu nữ mặt không chút thay đổi tiến lên điểm một cái tới linh đan. Linh đan ngũ sắc nhất thời đại phóng linh quang, từ từ bay qua miệng rồi vào trong bụng thiếu nữ, nàng nhắm lại hai mắt, lúc này, thân hình Diệp Sở nhoáng lên, rồi cũng ngồi xuống, hai tay bấm niệm thần chú, đồng thời hé miệng phun ra một cỗ quang trụ sắc vàng minh mông, tràn đầy một linh khí cực kỳ tinh thuần, rót vào trong cơ thể thiếu nữ. Cơ hồ cũng lúc đó, trên người thiếu nữ phát tán linh quang, trên đỉnh đầu bỗng hiện ra một vầng sáng màu xanh có đường kính vài thước đang từ từ chuyển động. Vầng sáng này chẳng những tròn trịa vô cùng mà bên cạnh còn có ngọn lửa cao hơn một xích đang chấp động, ở trung gian có một đạo hư ảnh hình người đang xếp bằng, vẻ bên ngoài mơ hồ cùng thiếu nữ có chút giống nhau, chỉ là thân hình nhỏ hơn mấy lần, nhưng đồng dạng hai mắt cũng đang nhắm lại hai tay bắt quyết liên tục. Hư ảnh nữ tử trong vầng sáng bỗng nhiên hé ra hai mắt, trong mắt lại có ngũ sắc lưu quang chấp động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, mây đen phía xa xa chỉ còn cách nơi bọn vài dặm, nhưng lúc này, da thịt toàn thân thiếu nữ trở lên hồng rực, trên gương mặt cũng có một tầng tiên diễm đỏ như màu máu hiện ra, hóa thành từng đợt quang hà, nhắm thẳng vầng sáng trong không trung biên cuồng nhập vào nhất thời trên không trung thanh sắc quang mang chấn động nháy mắt bị nhuộm đỏ hóa thành màu đỏ tươi trong vầng sáng hư ảnh thiếu nữ vừa tiếp xúc với huyết quang đã nháy mắt đem chúng hút vào trong cơ thể trên người đồng thời toát ra linh quang ngũ sắc rộng gần một tấc do có đại lượng huyết quang nhập vào ngũ sắc linh quang sáng lòa đến trói mắt cả hư ảnh hóa thành một vầng ngũ sắc kiêu dương lóa mắt vô cùng đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh thẳng hướng cửu tiêu vầng sáng quay tít một vòng rồi toàn bộ nhập vào trong đoàn kiêu dương ngũ sắc linh quang lập tức đại phóng, bỗng chốc hóa lớn gần trượng Ngũ sắc thải phượng trong miệng kêu lên một tiếng thanh minh, hai cánh mở rộng hướng phía mây đen đối diện bay thẳng đi. Trong lúc bay lên, hình thể thải phượng điên cuồng tăng lớn không thôi, dường như hai cánh cứ vỗ một nhịp là hình thể liền tăng vọt gấp đôi. Sau vài nhịp vỗ, toàn bộ thải phượng hóa thân dài trăm trượng, không thua gì cự long. Đôi mắt bạc của cự phượng nhìn chằm chằm đầu rồng trong mây đen cùng thân thể to lớn đang trôi nổi cách đó không xa. Trong nháy mắt, kim sắc long thủ đã xuất hiện trước cự đại thải phượng. Tiếng long ngâm trong miệng vừa dứt thì nét mặt lộ ra như lâm đại địch, lôi điện trong mây đen chấp động, một thân thể màu vàng dài hơn 200 trượng rốt cục cũng lộ ra. Thân thể chân long so với ngũ sắc thải phượng còn to lớn hơn. Tuy hình thể thải phượng rõ ràng nhỏ hơn so với đối thủ, nhưng nó không hề sợ hãi, hai cánh vỗ lên. Nhất thời tại một bên cánh cuồng phong gào thét, từng đạo phong trụ rất lớn phóng lên cao, mà tại một cánh bên kia, phía trước có vô số điểm bạch quang hiện lên. Phốc phốc vô số tiếng động liên tiếp vang lên, quang điểm trong phút chốc đều biến thành đóa đóa bạch diễm, nhanh chóng hóa lớn, trong nháy mắt tạo thành một biển lửa hừng hực bốc cháy. Cứ như thế, một màn quỷ dị xuất hiện, lấy hai cánh thải phượng làm mốc, nửa bầu trời là cuồng phong gào thét, cuồng phong từng trận, phong lực hoàn toàn tràn ngập góc trời. Phía bên kia, biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa dường như đem cả góc trời đốt lên, sức nóng cao làm cho không khí trở lên vặn vẹo mờ ảo không nhìn rõ cảnh vật. Kim Long ở đối diện thấy vậy, hơi thở trên người bỗng nhiên biến đổi trở lên cuồng loạn bạo ngược, mây đen trong không trung phát ra tiếng sấm mãnh liệt, vô số đạo lôi điện đồng thời từ đám mây đánh ra, nháy mắt đan vào rồi hạ xuống, hóa thành một ngân sắc điện giao dài hơn 10 trượng, thét gào trong không trung rồi cuộn vào bên cạnh Kim Long, điện xà này nhiều không biết bao nhiêu mà kể cho siết. Hàn Lập ở phía dưới trông thấy mà há mồm trợn mắt, trên không trung đồng thời vang lên tiếng long ngâm, phượng hót. Kim long hé to mồm phun ra một luồng kim sắc kim trụ, đồng thời bốn phía ngân sắc điện giao lập tức cuồn cuộn thẳng nhào đến phía đối diện. Hai cánh thải phượng vung về phía trước, nhất thời cơn lốc biển lửa tùy theo hai cánh huy động mà ập tới. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang vọng thiên địa, hai chân linh chi phách sốt cục đã giao chiến. Không trung ngân sắc hồ quang, thanh sắc cuồng phong, hỏa diễm, ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đan vào nhau giữa đất trời thân hình khổng lồ của kim long cùng ngũ sắc thải phượng như ẩn như hiệt, lúc này lại đang cuốn lấy cắn xé lẫn nhau như loài thú bình thường. Lúc này, tiếng động đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, dường như có thể tùy lúc xé rách không chung. Hàn lập nhìn đến đây, trong lòng như có sóng to gió lớn quay cuồng không chừng. Thứ cái gọi là chân linh chi phách này còn có đại thần thông kinh thiên động địa, nếu chân long thiên phượng chân chính thì còn có năng lực hủy thiên diệt địa đến mức nào đây? xem ra trên điển tịch có ghi chân long thiên phượng là tồn tại cấp nghịch thiên không sợ chân tiên tại tiên giới thật là có vài phần xác thực. chương 1378, huyết tinh ma ha kiếm. Hàn lập mắt không chấp, ngóng kim long thải phượng trong không chung. Lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Chẳng lẽ cần đánh liên tục mấy ngày đêm, trở thành cục diện tiêu hao chiến. Hàn lập tâm niệm như điện, ánh mắt thu lại. Đánh giá hai người nữ tử áo bào trắng và diệp sở đang ngồi trong pháp trạn mà sắc mặt ngẩn ra, Thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, tay bấm tay niệm thần chú, ngũ sắc hào quang trên người quay cuồng liên tục. Thoạt nhìn không có bất kỳ dị thường, nhưng Diệp Sở vẫn không ngừng phun thanh quang rót vào cơ thể cô gái, da thịt nhan sắc cũng đã đại biến. Ban đầu da thịt xanh biếc như mộc linh, nhưng giờ này đã trắng nõn như mỹ ngọc không chút tỉ vết. Nàng ta hoàn toàn biến thành một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng long lanh, bộ dáng chỉ khoảng 18 tuổi. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt Hàn Lập đang nhìn chăm chú, nàng ta lạnh lùng thoáng liếc nhìn một cái, ánh mắt dường như băng hàn dị thường không chút cảm tình. Nhận thấy nàng ta có một chút tức giận, hàn lập đành cười rồi lập tức quay đầu đi. Đúng lúc này, từ không trung truyền đến từng tràng âm thanh vang vọng khó nghe. Hàn lập trong lòng dùng mình, hướng nhìn lên không trung. Trên không trung tình hình đại biến, cơn lốc đang biến ảo thành lam sắc linh quang, vô số đóa băng liên rất lớn trong suốt nở rộ ra. Một cố cực hàn chi lực tinh thuần trong nháy mắt gia nhập vào trong chàng tranh đấu. Cố cực hàn này cùng hỏa diễm hòa vào nhau, tựa hồ không chút bài xích nhau mà ngược lại hai loại lực lượng có tính chất trái ngược này còn ẩn ẩn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội phần. Nhất thời hỏa diễm cùng lam sắc băng liên đan vào nhau trải rộng hơn phân nửa khoảng không trước mắt, đem lôi điện lực áp lui về phía sau. Thải Phượng không biết thi triển công pháp thần kỳ gì mà đem phong lực biến ảo thành băng hàn chi lực nên trong trận chiến đã chiếm thế thượng phong. Hắc hắc, ngũ hành chuyển hoán, chúng nguyên quy nhất. Sốt cục người thi triển âm dương hóa cực quyết tốt, khá lắm, cuối cùng ta đã chờ đến ngày này. Hoàng Kim Cự Long mắt thấy đã chống đỡ nổi nhưng cũng không kinh hoàng thất thố, ngược lại trong miệng phát ra tiếng người, sau đó cất tiếng cười to, tỏ ra vui vẻ dị thường. Người biết công pháp này, thải phượng thân hình ngưng trọng, trong miệng cũng truyền ra thanh âm kinh nghi. Đúng là tiếng của thiếu nữ áo bảo trắng, nhưng Cự Long căn bản không trả lời thải phượng, ngược lại từ miệng truyền ra thanh âm chú ngữ đinh tai nhức óc. Một màn quỷ dị xuất hiện làm cho người ta phải giật mình. Kim quang trên thân hình khổng lồ của Cự Long bỗng nhiên rút đi, ngược lại biến thành huyết hồng chi sắc. Lập tức Cự Long hé miệng phun ra một cột máu lớn. Cột máu này vừa tiếp xúc không khí lập tức xoay tròn rồi ngưng tụ thành cự kiếm dài hơn 10 trượng. Kiếm này toàn thân màu đỏ, thân kiếm nồng đậm huyết tinh khí tuôn ra, khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Huyết tinh Ma Ha kiếm, linh bảo này sao lại rơi vào tay các ngươi? Chẳng lẽ do ngươi đã tính toán sẵn? Vừa thấy hình thái kiếm này, thải phượng kinh hãi kêu tên nhưng lập tức cũng nhớ tới cái gì lập tức thất kinh hai cánh mở ra sẽ bay khỏi nơi đó hiện tại muốn chạy cũng đã muộn trong miệng cự long truyền ra thanh âm lạnh băng thân hình lập tức bổ nhào về phía trước rồi bỗng nhiên thu nhỏ lại nhiều lần hóa thành một đạo huyết quang dài hơn một trượng nhập vào trong huyết kiếm lập tức kiếm này chấn động hướng xa xa chém về phía thải phượng trong hư không huyết quang nhàn nhạt chợt lóe một đạo huyết ảnh dài hơn trăm trượng chém trên người thải phượng tốc tốc cực nhanh khiến thải phượng không kịp phản ứng một tiếng phượng minh kinh sợ vang lên thân thể to lớn của thải phượng nhìn như bình yên vô sự nhưng là một hư ảnh huyết phượng lớn khoảng vài thước lại bị kiếm ảnh từ trong thân thể thải phượng chém ra sau đó huyết sắc kiếm ảnh bỗng nhiên cuộn về phía sau hóa thành huyết sắc quang hà đem huyết phượng hư ảnh bao vào trong đó rồi nhanh như chớp bắn về phía sau trở về trong huyết kiếm huyết kiếm hào quang tỏa sáng phát ra ông minh trầm thấp tiếng phượng kêu đau đớn Thân hình thải phượng nhất thời hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn trong không khí, chỉ có một ít huyết quang theo linh quang rơi xuống trong chớp mắt nhập vào thân thể thiếu nữ. Thân thể diệp dính run lên, nàng mở to hai mắt. Ánh mắt tràn đầy nét hoảng sợ dị thường khó tin, Thiên Phượng huyết, chân linh chi huyết của ta bị kiếm này hút đi hơn phân nửa. Thanh âm thiếu nữ có chút khàn khàn, trên mặt đã không còn vẻ thong dong nữa. Thiếu chủ không cần kinh hoàng, Thiên Phượng huyết cũng không phải bị cướp đi mà hiện tại chẳng qua tạm thời là bị kiếm này vây khốn mà thôi cho dù lũng ra lấy nguyên thần quán chú chân long huyết tiến vào kiếm này nhưng muốn chân chính cướp lấy hòa hợp cùng linh huyết cũng không thể thành công ngay được chỉ cần đoạt được kiếm này là có cơ hội lấy lại thậm chí nói không chừng có thể đoạt luôn chân long huyết mạch của đối phương diệp sở đã đình chỉ phun ra linh quang ánh mắt phát lạnh điềm nhiên nói đúng vậy ta bây giờ còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh huyết đối phương thực chất còn chưa đắc thủ chúng ta đi lên đoạt được kiếm này hàn huynh ta biết ngươi không phải tu sĩ hóa thần bình thường lần này chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại linh huyết về sau diệp ra nguyện ý thay ngươi làm bất cứ chuyện gì nếu đủ khả năng để báo đáp lại ân tình thiếu nữ áo bảo trắng nghe diệp sở nói vậy rốt cục khôi phục tinh thần khuôn mặt trầm ngâm một chút rồi quay đầu hướng hàn lập đề nghị diệp sở nghe vậy ngẩn ra hàn lập nhíu mày hơi do dự một chút đạo hữu không nên vọng tưởng lúng ra sẽ thả cho ngươi rời đi nếu chúng ta thất thủ bị giết ngươi tuyệt không thể tránh khỏi bị đối phương đuổi giết huống hồ vừa rồi rõ ràng ngươi đứng cùng ta cho dù thật có thể may mắn chạy thoát về đến nhân tộc thì về sau lũng ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ có nhờ Diệp ra chúng ta che chở, mới có thể bình yên vô sự. Ánh mắt Diệp sở chợt lẽ, mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ đâu còn lựa chọn nào khác, Hàn Lập đứng sờ sờ cầm, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Huynh cần gì phải miễn cưỡng như vậy, nhân tộc không biết bao nhiêu tu sĩ muốn đặt quan hệ cùng Diệp ra chúng ta đó. Thiếu nữ áo bảo trắng cười nhẹ một tiếng, lập tức thân hình khẽ động hóa thành một đoàn kim quang bay lên trời diệp sở cũng hóa thành đạo thanh hồng theo sát phía sau trên người nàng ta linh quang lưu chuyển nhan sắc da thịt lại biến thành màu xanh biếc từ xa nhìn lại trông giống rất mộc linh hàn lập phát ra thanh quang rồi cũng bay về phía huyết kiếm trên trời bởi vì kim long huyết phượng biến mất lôi điện trên bầu trời rồi băng liên bạch diễm tất cả đều tiêu tán không còn bầu trời lại trở lại với màu xanh ngắt vốn có trên bầu trời huyết kiếm cực lớn đang trôi nổi đây cũng là nét khác biệt duy nhất so với khi chưa xảy ra đại chiến. Hàn Lập tất nhiên biết rất rõ đối phương chắc chắn sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng ra tay như vậy. Quả nhiên ba người vừa mới phóng lên, thì không gian hai bên của huyết kiếm dao động, ngân quang đại phóng, hai gã tu sĩ trung niên hiện ra. Hai người mặc một thân cẩm bào, đầu buộc khăn tím, thần sắc lạnh lùng nhìn phía ba người. Lũng Vũ, Lũng Lân, là hai người, vừa thấy hai người quỷ dị xuất hiện, đồng tử trong đôi mắt diệp sở co rụt lại, hô lên tên hai người. Thiếu nữ áo bảo trắng trong lòng khẽ động, độn quang cách huyết kiếm hơn trăm trượng thì ngừng lại, tiếp theo đem thần niệm đảo qua người hai tên tu sĩ trung niên trong lòng cả kinh. Thế nào, Sở Tỷ tỷ nhận ra hai người này ư? Hơn ngàn năm trước ta cùng hai người này đều là cảnh giới luyện hư sơ kỳ, trong tụ hội của chân linh thế gia có gặp qua một lần. Hai người này am hiểu thuật dưỡng quỷ khu ma, cũng không phải là tu sĩ bình thường. Lũng gia phái bọn họ đến thì xem ra việc quyết lấy thiên phượng huyết của thiếu chủ thật đúng là do tình thế bắt buộc. Diệp sở sắc mặt âm trầm nói, thuật dưỡng quỷ khu ma, quả thực là rất khó đối phó thiếu nữ áo bảo trắng trong lòng cũng chìm xuống. Ban đầu, huynh đệ chúng ta cùng không biết Diệp gia phái vị cao nhân nào đến một tộc nằm vùng, nguyên lai là sở tiên tử. Năm đó, tiên tử uy danh như mặt trời giữa trưa lại đột nhiên mai danh ẩn tích, huynh đệ chúng ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại đạo hiếu tu luyện tới luyện hư đại thành cảnh giới thì có thể thấy được tiên tử ở mộc tộc đã có chút kỳ duyên hai người bốn đạo ánh mắt đảo qua người diệp sở một người trong đó cười hắc hắc nói tên còn lại không nói gì nhưng thần tình là có vẻ bất thiện thời gian ngàn năm thấm thoát đã qua nhị vị đạo hiếu cũng đã tu tới luyện hư trung kỳ như vậy cũng rất nhanh rồi nhưng lúc này hai người lại ra tay đối với thiếu chủ chúng ta quả thực lá gan cũng quá lớn đôi lông mày diệp sở nhíu lại không khách khí nói ha ha, thiếu chủ nhà ta sắp đại công cáo thành, thu nạp đủ long phượng chân huyết, việc tiến vào hợp thể chỉ là chuyện sớm muộn, nên tiên tử nói những lời thừa này làm gì. Tên trung niên kia đắc ý cười ha ha, bản âm dương lưỡng cực quyết có phải các người cố ý bán cho ta? Nếu không cho dù có huyết tinh ma ha kiếm thì thiên phượng huyết như thế nào lại dễ dàng bị tách ra như thế? Thiếu nữ áo bảo trắng trong mắt hàn quang chợt lóe, bỗng nhiên hướng hai người lớn tiếng hỏi. Vừa nghe lời này, hai gã lũng ra tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, lập tức một người cười lên ha hả hãy bớt nói nhảm đi lúc này nhị vị đừng nghĩ quấy nhiễu thiếu chủ ta hai người này căn bản không nghĩ tới việc trả lời thiếu chủ động thủ đi đừng nhiều lời vô ích diệp sở hư lạnh một tiếng nói lập tức trên người thúy mang chợt lóe từng vòng lục quang từ trên người tuôn ra bên trong bóng cây bụi hoa như ẩn như hiện nàng ta hai tay bấm niệm pháp quyết lục quang nháy mắt phóng lên cao nhắm thẳng hai người phía đối diện hai người lúng ra thấy vậy cơ hồ tay áo cùng rung lên xuất ra một quyển xích hồng sắc cổ thư và một cuốn hắc họa. Một người khẽ nhấc tay ngưng trọng điều khiến huyết thư, huyết thư lật chuyển vài trang, vô số huyết sắc phù văn xuất hiện, lập tức hóa thành vài đạo xích hồng ma ảnh, hướng không trung hé miệng phun ra từng đạo huyết quang đánh về phía thanh quang đang chụp xuống. Một gã trung niên tu sĩ khác cũng đang thúc giục pháp quyết, cuốn hắc hỏa từ từ mở ra, mặt trên xương mù lan tràn, một cỗ hắc phong gào thét cũng bay thẳng tới chỗ thanh quang. Huyết quang hắc phong đan vào nhau, hùng hổ đánh lên thanh quang, tiếng nổ vang tràn ra bốn phía, tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng. Thiếu nữ áo bào trắng thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, hai tay lật chuyển, một bàn tay tế ra một cây kim đao, kim quang chói mắt. Tay kia lại hiện lên một viên hoàn thúy lục, hai tay vung lên, hai đồ vật này đồng thời bắn ra khoảng không phía đối diện. mươi 1379, xích quỷ, kim đao nhoáng lên, hóa thành một đạo đao quang lớn hơn 10 trượng, ánh đao chém thẳng xuống huyết kiếm còn viên hoàn màu xanh biếc xoay tròn, phát ra một tiếng thanh minh rồi hóa thành một huyễn ảnh cự đại lục quang minh mông phi tới chỗ huyết kiếm. Mơ tưởng một gã lũng ra tu sĩ thấy thiếu nữ hành động như vậy, miệng hắn hét lớn, rồi lập tức dùng tay vỗ ngọc bội bên hông. Ngọc bội hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, quay tít một vòng trên không rồi biến hóa thành một quầng sáng minh mông, quầng sáng này chắn trước huyết kiếm. Nhất thời ánh đao hoàn ảnh va chạm với quầng sáng phát ra hai tiếng nổ vang vọng, quầng sáng kịch liệt chấp động, vô số phù văn hiện ra, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ với hai bảo vật kia. Thân sắc thiếu nữ khe biến, nàng không nói hai lời, một tay khẽ nâng kim sắc đoàn đao đánh ra một đạo pháp quyết, đồng thời trong miệng lầm bẩm chú ngữ. Đoàn đao bùng phát hào quang, lại hướng về phía quầng sáng mà chém. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, tựa hồ không tốn chút sức lực nhưng thực ra đó là một đạo đao quang lớn chừng hơn trăm trượng. Ánh đao chiếu sáng trên bầu trời, lưỡi đao từ từ chém xuống lưỡi đao chưa hạ xuống mà không khí xung quanh đã chấn động không ngừng truyền ra tiếng ma sát đinh tai nhức óc. Trước tình hình này, ai cũng có thể thấy dưới ánh đao chém xuống, quần sáng cho dù thần diệu vạn phần cũng vô pháp ngăn cản. Đúng lúc này một tu sĩ lũng ra khác hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dùng tay giật tung trường bào trên người để lộ thân hình khiến người ta sởn tóc gáy. Vị này có bảy tám cái đầu quỷ màu xích hồng lớn nhỏ đang cắn chặt trên thân thể, chúng đều đồng thời rung lên không ngừng. Tu sĩ này khẽ niệm pháp quyết, nhất thời ba chiếc quỷ đầu cùng há miệng đang cắn chặt trên người, lập tức chúng biến mất trong hư không. Ngay sau đó, ở phía trên quầng sáng, ba đoàn âm khí xuất hiện. Trong đoàn hắc khí tối đen như mực, ba đạo xích phát hồng quỷ thân cao năm sáu trượng hiện thân. Ba con ác quỷ nhìn ánh đao cực lớn trong không trung, đột nhiên hai con hóa thành hai đạo xích hồng trường kiếm bay vào trong tay con ác quỷ còn lại. Âm khí lập tức xoay tròn rồi nhập vào trong ác quỷ cùng hai thanh trường kiếm. Ác quỷ lập tức phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, thân hình điên cuồng biến lớn 78 lần, trong chốc lát đã lớn đến hơn 30 trượng. Sau đó, xích hồng quỷ kiếm phóng đại mấy lần, rồi nhắm ngay ánh đao mà chém. Hồng mang kim quang đan sen vào nhau, truyền ra một tiếng nổ lớn như thiên băng điện liệt. Ánh đao cực lớn chém xuống lại bị hai thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng nhẹ nhàng đón đỡ. Ánh đao run lên vài lần rồi tán loạn tiêu thất, cùng lúc này, ác quỷ tay cầm hai thanh quỷ kiếm đang có dấu hiệu bị vỡ ra, biến thành từng đoàn hồng vụ ngưng tụ bất tán. Đúng lúc này, một đạo ảo ảnh xoay quanh hướng phía ác quỷ đập xuống ác quỷ ở giữa thấy vậy không hề sợ hãi chỉ thấy hồng vụ trước người tỏa ra lại huyễn hóa ra quỷ thủ cùng hai thanh cự kiếm dường như tất cả đều bình yên vô sự như không hề có chuyện gì một kích của đoàn ảo ảnh kia đã bị hai cây cự kiếm dễ dàng đỡ được cũng một kích đánh bay đi xa xa thiếu nữ thấy vậy sắc mặt trở lên trắng bệch nàng cắn răng một cái tay áo run lên bắn ra ba quang đoàn vàng hồng trắng to bằng nắm tay tương ứng bên trong là ba loại bảo vật tiêu cầm tì bà mười ngón tay của thiếu nữ nhanh như chất giật điểm về phía ba bảo vật ba bảo vật hiện lên ba màu sắc khác nhau ba loại quang hà dung hợp với nhau tạo thành một cỗ tam sắc quang hà thổi quét về phía ác quỷ nhưng đoàn quang hà mới bay ra được một khoảng thì trước quang lại hà có âm khí tràn ra bốn con xích phát ác quỷ lại hiện ra chúng nó há miệng phun ra bốn cỗ hắc sắc âm khí về phía tam sắc quang hà âm khí cũng quang hà rơi vào tình trạng rằng co thiếu nữ cả kinh muốn thi triển pháp thuật khác thì trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một tiếng động nhỏ, một đạo xích ảnh quỷ dị từ trong hư không thoáng hiện, hai tay vung lên đã hung hăng chém xuống lưỡng đạo kiếm khí. Không quỷ kia nguyên bản ở phía trước quầng sáng, nhưng cũng không biết nó xé rách không gian lúc nào mà lặng yên thuấn di đến đỉnh đầu nàng. Thiếu nữ tỏ ra kinh sợ, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo kim hồng bắn đi, khó khăn lắm tránh khỏi một kích, đồng thời vẫy tay gọi kim đao cùng lục hoàn phía xa trở về điên cuồng đánh trên đỉnh đầu ác quỷ. Ác quỷ này vỗ động đôi cửa kiếm trong tay, không chút yếu thế bảo vệ toàn thân. Lúc này, thiếu nữ áo bào trắng nhờ vào năm đại bảo vật uy lực vô cùng lớn, đấu lại với bảy con hồng quỷ, rốt cuộc không thể phân tâm tiến tới huyết sắc cửa kiếm. Bên kia, Diệp Sở cũng đã thả ra hơn 10 khẩu phi kiếm thanh hoàng lưỡng sắc, hóa thành kiếm ảnh đầy trời cùng với một đám ma quỷ đầy đầu tóc dài do hai gã tu sĩ lũng ra gọi về đấu tới nhiên trời lệch đất. Đám ma quỷ này chỉ toàn là đầu không có thân thể, lớn nhỏ khác nhau. Đồng thời mặt mũi vô cùng hung tợn, miệng phun tử sắc ma khí, đem tất cả trong phạm vi trăm trượng biến thành một khu vực chết chóc đầy chướng khí. Diệp Sở đang bị cuốn vào trong đó, ma ảnh trong chướng khí thật mạnh, mặc cho Diệp Sở trước sau đổi nhiều loại thần thông uy lực cực lớn nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lập tức thoát thân, chỉ có thể thả ra thanh quang hộ thân trong chướng khí, hai thứ này không ngừng va chạm vào nhau. Nàng ta vô cùng nóng vội, ánh mắt đảo qua bốn phía, tự nhiên thấy được bộ dạng thiếu nữ áo bảo trắng cũng lâm vào khổ chiến trong lòng trầm xuống nhưng lập tức lại nghĩ tới đến điều gì bèn hướng sang một phương khác hướng nàng nhìn tới chính là nơi hàn lập vẫn đứng mà chưa ra tay lúc này hai tay hắn để sau lưng vẫn trôi nổi giữa không trung không hề nhúc nhích chẳng qua không phải hàn lập không xuất thủ mà cách đó không xa có thiếu phụ váy đen đang mỉm cười đi tới đúng là tiểu hồng của hắc phượng tộc hàn lập tựa hồ có chút kiêng kỵ bộ dạng cũng không dám mạo muội xuất thủ việc này là việc của nhân tộc đạo hữu sao phải nhúng tay việc của chân linh thế ra chúng ta chẳng lẽ tự đi tìm phiền toái diệp sở lớn tiếng hướng thiếu phụ quát đạo hữu nếu muốn thiếp thân mặc kệ việc này cũng được nhưng phải đem thiên phượng chi linh trong tay giao cho ta chỉ cần lấy được vật ấy ta lập tức rời đi tiểu hồng cười duyên nói cái gì thiên phượng chi linh sao có thể nằm trong tay ta diệp sở sắc mặt khẽ biến nhất mực phủ nhận hắc hắc đạo hữu đã quên một việc bên yêu tộc chúng ta cũng phái người đến một tộc nằm vùng nhiều năm trước, hắn đã sớm truyền tin tức trở về rằng một tộc cất giấu ba cây thiên phượng chi linh mà thiên phượng dùng khi dục hỏa trùng sinh. Nếu không, đạo hiếu đường đường là một tu sĩ cấp luyện hư sao lại ẩn mình tại một tộc nhiều năm như vậy. Hiện tại ngay cả vị diệp thiếu chủ này cũng tự thân xuất mã tới tiếp ứng, thiên phượng chi linh hẳn là đã đến tay. Thiếu phụ từ từ nói, nghe tiểu hồng nói, dị ép sở cùng thiếu nữ áo bảo trắng trầm mặc không nói. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn sang người hàn lập. Hàn huynh, ta biết người thần thông phi phàm, nhưng để chiến thắng ta cũng không phải chuyện dễ. Không bằng chúng ta cứ chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại, thế nào? Nàng ta lại tiếp tục nói, Hàn Lập cũng sớm để ý đến tình hình chiến đấu của nhị nữ, bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này thực sự không muốn tranh đấu cùng đạo hiếu, nhưng là nếu thật sự chờ vị lũng thiếu chủ kia dung hợp xong chân linh huyết thì tại hạ sẽ ở thế sinh tử lưỡng nan, nhìn thấy tình hình như vậy, Hàn Mỗ chỉ hỏi đạo hiếu một câu, làm hay là không? Thứ cho ta không thể tuân mệnh, Tiểu Hồng sắc mặt trầm xuống, thanh âm bỗng nhiên phát lạnh. "Tốt, Hàn Lập đột nhiên từng bước bước tới, thân hình cũng không biết như thế nào đã lướt đi hơn 20 trượng, trong nháy mắt đã thu hẹp khoảng cách với thiếu phụ. Một tay hắn khẽ nhấc hoa lên trên không trung, kim quang chợt lóe, một đạo kim ti bắn tới trước mặt thiếu phụ. Lần công kích này trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế Hàn Lập cũng dựa vào thân thể mạnh mẽ đem La Yên Bộ cùng Tật Phong Cửu biến thân pháp phát huy tới cực hạn. Cho dù thiếu phụ là một nữ yêu tu, nhưng Hàn Lập hành động quỷ mị như vậy kết hợp với công kích bất ngờ, khiến nàng ta kinh hãi. Kiếm khí biến thành kim ti cực nhanh khiến nàng không kịp tránh né hay phòng ngự, chỉ có thể há miệng hé phun một đoàn hắc hỏa. Phanh một âm thanh vọng, hắc diễm bùng lên khiến kiếm khí không khỏi bị kiềm hãm. Sau khi vừa kịp phản ứng, thân hình thiếu phụ khẽ động, kim ti liền chém xuống mép váy còn nàng thì đã bắn ngược lại bảy tám trượng. Thiếu phụ một lần nữa ổn định thân hình lại, ánh mắt nhìn Hàn Lập, nét mặt khó có thể tin. Lúc này Hàn Lập đem kiếm quang thu lại, không nói hai lời liền phóng ra nguyên từ thần quang đầy trời, dưới sự chỉ huy của thần niệm liền cuốn về phía thiếu phụ. Đồng thời, tay hắn lại nhẹ nhàng kết ấn trên hư không. Nhất thời ngũ khỏa bạch cốt đầu lâu bỗng chốc hiện ra vây lấy như tử, năm chiếc khô lâu phun ra năm loại cực hàn chi diễm nhan sắc khác nhau, nháy mắt hóa thành ngũ sắc quang diễm cuốn về phía trước. Làm xong này hết thảy mọi thứ, sau lưng Hàn Lập lại nổi lên tiếng sấm, phong lôi xí hiện lên phía sau, thanh bạch điện hồ chợt lóe, cả người đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Chỉ một khắc sau hắn đã hiện ra từ hư không đứng trên đỉnh đầu thiếu phụ, tay áo run lên bắn ra hơn 10 đạo kim quang chụp xuống. Một khi Hàn Lập ra tay công kích thì giống như cuồng phong mưa bão mãnh liệt dị thường. Tiểu Hồng từ lúc thoát khỏi một kiếm của Hàn Lập lúc trước, còn chưa kịp ổn định tâm tình thì lập tức lại lâm vào cảnh sinh tử treo lơ lửng trước mắt, tự nhiên trong lòng kinh sợ dị thường. Nàng ta không cần nghĩ ngợi, thân hình quay tròn tại chỗ, nhất thời một mảnh hắc xiểm từ trên người bùng ra trực tiếp đón đỡ ngũ sắc quang diễm, sau đó nàng há miệng phun ra một mảnh ô quang đón đỡ hà quang đang cuộn tới. Về phần hơn 10 đạo kiếm quang sắp chém xuống đỉnh đầu, nàng ta lại hướng một tay lên không chung, trong tay bắn ra một chùm bạch ti, bạch ti nhanh chóng hóa thành ti võng thật lớn bảo vệ phía bên dưới. Hàn lập thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên một luồng hàn quang, trong lòng kiếm quyết thúc dục hơn 10 đạo kiếm quang nhoáng lên kim quang đại phóng hóa thành mấy trăm đạo, phô thiên cái địa điên cuồng chém xuống. Kiếm khí tung hoành, dường như che phủ hơn phân nửa không chung. Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch, chương 1380, lực áp hắc phượng. ti võng kỳ thần diệu vô cùng, nhưng nhiều kiếm quang như vậy chảm kích cũng kịch liệt chấn động, hào quang chớp nháy liên tục, dấu hiệu sắp tan rã. Hắc diễm cũng chỉ có thể ngăn cản ngũ sắc quang diễm một chút rồi lập tức bị cuốn vào trong trong đó. Ngũ sắc quang diễm lại hướng về phía thiếu phụ ập tới về phần cổ kính phun ra ô quang trước người thiếu phụ vừa tiếp xúc với hôi quang lập tức phát ra từng âm thanh trầm đục rồi cũng tan rã hà quang đảo qua tấm gương bị cuốn lấy quay tít một vòng sau rồi lập tức trở lên ảm đạm vô cùng dường như đã bị mất đi linh tính nguyên từ thần quang cũng không còn trở ngại nên tiếp tục phun xuống thiếu phụ trong lòng hoảng sợ tuy nàng biết hàn lập thần thông không tầm thường nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lại khó chơi đến vậy vừa giao thủ nàng đã cảm thấy mình căn bản không phải đối thủ cắn chặt răng, thiếu phụ không tiếp tục trần chờ mà cuộn tròn người lăn một vòng, linh quang quanh thân thể chợt lóe, hỏa diễm bốc cao hơn 10 trượng hừng hực phóng lên. Trong hỏa diễm, một con hắc phượng cao lớn gần trượng ngạo nghế hiện hình, phát ra âm thanh vang vọng thẳng hướng cửu tiêu, hai cánh mở ra, trước người lập tức hiện ra một khe hở đen kịt. Thân hình hắc phượng chợt lóe, bỗng chốc tiến nhập vào trong khe hở đó biến mất không thấy bóng dáng. Ngay lúc đó, bất luận là kiếm quang dày đặc tạo thành lưới kiếm hay là ngũ sắc quang diễm bảo phủ bốn phía cùng quang hà trên trời cuộn xuống, bỗng chốc tất cả đều thất bại đánh vào hư không. Không gian thần thông, Hàn Lập lại hừ lạnh một tiếng, phía giữa trán hắc quang chợt lóe hé lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt này vừa động liền bắn ra một đạo hắc ti, hắc ti này chợt lóe rồi cũng lập tức trống rỗng biến mất. Hai cánh sau lưng Hàn Lập vừa động, tiếng sấm vang vọng, toàn bộ thân hình theo đó tiêu biến, ngay lúc đó tại ngoài xa tầm 30 trượng thanh sắc điện quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập đã lại hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, cách mấy trượng phía dưới Hàn Lập bỗng nhiên truyền đến từng tiếng ầm ầm trầm thấp, không gian ở đó dao động kịch liệt, một đầu hắc phượng loạn choạng xuất hiện trong hư không, phượng mục đầy vẻ kinh hãi. Phá diệt pháp mục, trong miệng hắc phượng truyền ra thanh âm khó có thể tin. Nhưng không chờ hắc phượng một lần nữa ổn định thân hình, một tiếng hử lạnh đầy băng hàn từ đỉnh đầu truyền xuống. Hắc phượng nghe thấy thanh âm này, thân hình bỗng nhiên chấn động thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập nhanh chóng há miệng phun ra một thanh sắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phát ra một tiếng ông minh, nắp đỉnh bay vụt lên mở ra, vô số thanh ti rậm rạp theo trong đỉnh bắn ra, thanh quang đại phóng. Hắc Phượng tuy biết không ổn nhưng hai cánh như đang chịu lực áp ngàn cân không thể mảy may nhúc nhích, thần tình hoảng sợ, bỗng chốc toàn thân Hắc Phượng bị thanh ti chói chặt. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên lập tức xuất hiện bên cạnh Hắc Phượng, khoảng cách gần trong gang tấc tay áo chạy phất lên lên, một đại thủ tối đen như mực xuất hiện, năm ngón tay bắt chặt lấy cổ Hắc Phong. Lúc này, Hắc Phượng cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau đợt công kích bằng thất thần thứ của Hàn Lập, thấy tình cảnh như vậy thì trở lên hoảng hốt, chẳng những thân thể đang bị Thanh Ti cuốn chặt liều mạng muốn dẫy ra toàn bộ thân thể cũng bùng lên hắc sắc hỏa diễm. Thanh Ti ở trong hắc diễm thiêu đốt cũng bắt đầu tan chảy. Hàn Lập thấy vậy, làm mang trong mắt chợt lóe, cánh tay đang tóm lấy cổ Hắc Phượng bỗng hiện ra một tầng kim sắc lân phiến, năm ngón tay dùng sức siết mạnh tức thời một lực lượng cực mạnh lập tức ập về phía cổ Hắc Phượng. Hắc Phượng nhất thời liều mạng dẫy ruột, hai mắt cảm thấy tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Tiếp theo Hàn Lập hét lớn một tiếng khiến không gian gần đó cũng trở lên ong ong không dứt. Hai cánh sau lưng mở ra, cả người cầm lấy Hắc Phượng lao thẳng xuống dưới đất như một vệt sao băng. Bị Hàn Lập dùng sức bóp mạnh nơi yết hầu, trong lúc nhất thời Hắc Phượng cũng vô lực phản kháng. Ngay sau đó vệt sao băng đó đã chạm xuống mắt đất tạo lên tiếng nổ vang trời lập tức xuất hiện một cái hố trọng hơn 10 trường. Thanh quang lúc này chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện lên trên miệng hố. Ở giữa hố to, Hắc Phượng nằm tại đấy, không hề nhúc nhích. Yêu nữ này ngay cả là thân thể yêu cầm, nhưng đã dính phải đòn nghiêm trọng như thế, vẫn hoàn toàn mất đi chi giác. Hàn Lập lạnh lùng nhìn xuống Hắc Phượng vài lần, ánh mắt chấp động một chút, thế nhưng không lập tức thả ra kiếm quang kết lấy đi tiểu mệnh của nàng ta mà chỉ hư không trảo xuống một trảo Trên người Hắc Phượng bạch quang chợt lóe, chữ vật thủ trạc của nàng bị hư không nhiếp lấy, sau đó bị hàn lập thu lại. Tay kia bắn ra vài chương phù triện, phù triện này chợt lóe rồi nhập vào thân thể hắc Phượng, tiếp đó hàn lập lại quay tay vẫy về phía hư không, cả không gian nơi đó bỗng trở lên dao động kịch liệt, một tòa tiểu hắc sơn hiện lên trên miệng hố, hồi quang chấp động, cả tòa tiểu sơn lập tức biến lớn hơn 10 trượng rồi từ từ rơi xuống. ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổi lên, toàn núi này đã đè chặt hắc phượng phía dưới. Lấy sức nặng của nguyên từ thần sơn cùng thần diệu của nó thì khi bị tiểu sơn này trấn áp cho dù hắc phượng có thần thông hơn nữa cũng không thể tự mình thoát khốn. Coi như nàng đã bị hàn lập cấm chế tại nơi này. Từ lúc hàn lập động thủ đến lúc chế phục vị yêu nữ cao tầng của hắc phượng tộc này nói thì dài nhưng lại chỉ là mấy lần hô hấp mà thôi. Về phần hàn lập không có hạ sát thủ, cũng không phải do tâm tư hàn lập thương hoa tiếc ngọc. Mà là dưới tình huống có người khác ở đây, hắn không nghĩ muốn cùng bảy đại yêu tộc thế lực to lớn kết thành sinh tử đại cừu hắn cũng không phải là người của Diệp Gia hay Lũng Gia có thế lực to lớn nên chỉ có thể đem nàng ta cấm chế trong chốc lát. Kỳ thực tiểu hồng thân là hắc phượng tộc trực hệ yêu tu, bảo vật trên người cùng thần thông tự nhiên không chỉ có như vậy, nhưng do hàn lập ra tay thật sự quá nhanh thần thông cũng quá mức quỷ dị nan phòng, lại thêm suốt kỳ bất ý. Nên nàng mới bị bắt dễ dàng như thế, nếu không thực sự chân chính giao thủ mặt đối mặt, hàn lập không sử dụng vài loại đòn sát thủ thì cho dù có thể thắng cũng phải phí một phen tay chân. Ô một tiếng kinh ngạc nổi lên, tiếng hô này rõ ràng từ trong chiến đoàn truyền đến. Hàn lập ngẩng đầu nhất thời nhìn thấy một ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng là tên tu sĩ lúng ra thúc giục hắc sắc hỏa trục. mặt hắn mang theo một tia kinh ngạc nhìn lại phía này. hiển nhiên Hàn lập lấy tu vi hóa thần trung kỳ lại nhanh chóng đánh bại một tu sĩ hậu kỳ, tất cả diễn biến đều bị người này quan sát hết. thấy đồng bọn có biểu hiện khác thường, tên lúng ra tu sĩ kia đang ở trong tử sắc trướng khí cũng đảo mắt qua nhìn lại. Hàn lập lẳng lặng trôi nổi ở tầng trời thấp mặt đất tự dưng xuất hiện một tòa hắc sắc cự phong, tiểu hồng lại nằm ngay dưới đó hơn nữa khi tức trở nên mỏng manh dị thường, trong mắt người này cũng hiện lên một tia bất ngờ ngoài ý muốn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, một tay đột nhiên vỗ tới một gói to đỏ như máu ở phần eo, nhất thời từ trong túi bay ra một đoàn huyết quang phóng thẳng đến hàn lập phía dưới. Hành động của hai tu sĩ lúng ra cũng làm cho Diệp sở chú ý liền quay đầu nhìn về phía hàn lập, nàng há miệng phun ra một đạo thanh sắc hiểm điện phát sau đến trước đánh lên trên huyết quang huyết quang đột nhiên hóa thành một đầu quỷ cực lớn vẻ mặt bạo ngược quay người lao thẳng tới chỗ nàng ta mà quên đi mục tiêu ban đầu. Hàn lập thấy vậy, tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Sau lưng tiếng sấm vừa vang lên, thân hình đã biến thành một đạo thanh bạch điện hồ bắn đi. Liên tiếp mấy lần chấp lé sau đó, Hàn lập đã tiếp cận đến gần huyết kiếm. Lúc này, cây huyết tinh ma ha kiếm vẫn đang trôi nổi trên không trung, huyết quang chấp động không thôi. Toàn thân kiếm được một quầng sáng bảo hộ nghiêm mật, một tên tu sĩ lũng ra nhíu mày bàn tay hướng hàn lập khẽ quơ lên nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng một quang thủ nhũ quang lóng lánh to đến cả trượng nhanh như chấp xuất hiện chụp xuống đầu hàn lập cự thủ chưa chân chính hạ xuống thì đã xuất hiện tiếng gió rít gào phong áp mãnh liệt thậm chí khiến người ta có cảm giác khó thở hàn lập khóe mắt khẽ nhíu cũng không thấy hắn xuất ra gì bảo vật mà thân thể đột nhiên đại phóng kim quang hai tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh lên không trung trong nháy mắt hai quyền được đánh ra bỗng nhiên hóa thành hắc bạch lưỡng sắc linh quang chấp động đầy thần bí. Hàn lập lần này chỉ dựa vào sức mạnh cơ nhục muốn cứng rắn đối chọi với một kích bí thuật ngưng luyện thành đại thủ của tu sĩ luyện hư. Xa xa, tên tu sĩ lũng ra thấy vậy lập tức vui mừng, lúc này trong lòng cuồng thúc pháp quyết, linh quang trên đại thủ lập tức lưu truyền, bỗng chốc biến lớn lên ba phần. Ông, quang thủ thế tới như thái sơn áp đỉnh vậy mà chấn động vài lần rồi ngừng lại, sau đó giống như đồ sứ phát ra tiếng vỡ vụn vang giòn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn tiêu thất. Hàn lập dơ hai nắm đấm lên cao, trên người kim quang chấp động không ngừng, bộ dạng như không hề bị tổn hại. Tu sĩ lũng ra kia vốn đang cười lạnh nhất thời biến sắc. Mà Hàn lập cũng căn bản không có chú ý đến điều này. Tay áo hắn vung lên, nhất thời hai khỏa ngân châu lớn bằng chén cơm chợt lóe bay ra. Nó quay tít một vòng rồi bay đến chỗ quầng sáng, từ trong ngân đoàn ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm ị ung. Đây chính là hai khỏa lôi châu mà Hàn Lập đã luyện chế mắt thấy lôi châu chấp động đánh lên quầng sáng, quần sáng vốn đang phẳng lặng đột nhiên nhộn nhạo dao động kịch liệt. Một cánh tay quỷ cũng từ đó mà xuất hiện, ngân đoàn nhất thời tập trung toàn bộ vào đó rồi bắt đầu nổ tung. ầm ầm hai tiếng nổ vang lên, vô số đạo ngân hồ đan vào nhau, nháy mắt đã bao phủ phạm vi hơn 20 trường, quần sáng tuy rằng chưa bị lôi cầu trực tiếp đánh tan, nhưng lúc này cũng rung động kịch liệt, dường như tùy thời có thể vỡ tan. Hơn một nửa hồ quang của hai khỏa lôi châu đều đánh lên mặt trên quầng sáng hai mắt hàn lập nhíu lại, không chờ lôi điện biến mất, mười ngón tay bay múa không thôi. Nhất thời tiếng xé gió mãnh liệt truyền ra, từng đạo kim sắc kiếm khí được bắn ra bay thẳng đến quầng sáng, điên chém xuống. Quầng sáng kia bị vô số kiếm khí sắc bén chém lên. Lát sau, quầng sáng rốt cục không chịu nổi mà vỡ tan. Một tiếng quái giống đột nhiên truyền ra từ giữa lôi quang. Lập tức hơn 10 đạo bóng đen chợt lóe lướt tới đánh lên trên vô số kiếm khí nhất thời tất cả kiếm quang trở lên ảm đạc, rồi biến thành hư ảo. chương 1381, đề hồn biến thân. Ngân sắc lồi điện lúc này rút cuộc tiêu tán không còn, bên trong quầng sáng hiện ra một thân hình cao 10 trượng, toàn thân đen thùi sáng bóng. Quỷ đầu này có hai sừng, trên người đầy vảy màu đen, lưng có một đôi cánh thịt thật lớn. Hai cánh tay như sắt thép vô cùng dài, rủ thẳng xuống mặt đất. Mà khi vừa nhìn đến khuôn mặt quỷ này, đến hàn lập trong lòng cũng phải dùng mình, có vài phần sởn cả gai ốc. Mặt quỷ này là một phiến dẹt, nhưng không có hình khuôn mặt. Mà thân hình cồng kềnh hầu như toàn bộ vỡ nát, trừ hai cánh tay thô to, cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. Hiển nhiên là do Hàn Lập vừa rồi thả ra hai quả lôi châu cùng kiếm quang, đều bị đầu quỷ này ngạnh kháng hơn phân nửa uy lực, nếu không đã có thể phá tan quang mang huyết kiếm bảo hộ kia. Cửa quỷ hú lên một tiếng thê lương, phụ cận bỗng hiện ra vô số âm khí màu đen, lập tức quay cuồng trên không trung tiến vào thân thể. Thân hình vốn không toàn vẹn, trong nháy mắt hấp thu hắc khí trở nên hoàn hảo không chút tổn hao hắc hắc tiểu tử người nếm thử chút lợi hại của đầu vô tướng quỷ vương lão phu nuôi dưỡng ngàn năm này đi quỷ vương này thần thông cũng không kém hơn lão phu một giọng nói không chút hảo ý vang lên bên tai hàn lập ánh mắt chập lóe quỷ vương nếu đến gần hàn lập chăm chú quan sát sẽ thấy khi hắn vừa nghe đến câu này khóe miệng hơi nhếch lên nhưng lại lộ ra biểu tình cổ quái hàn đạo hữu cẩn thận Vô tướng quỷ vương trong quỷ giới là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, thần thông không thua luyện hư kỳ tu sĩ. Giọng nói rất nhỏ của nữ tử kia truyền tới, cũng là diệp sở chiến đấu với lũng gia song tu thần thông không kém. Nàng gặp Hàn Lập thấy hắn có thể nhan chóng thu thập thiếu phụ hắc phượng tộc, nhất thời trong lòng có sinh ra một tia hy vọng. Cơ hồ cùng lúc đó, quỷ vương rõ ràng quay mặt nhìn Hàn Lập, mặc dù không có hai mắt, nhưng tựa hồ vẫn cảm ứng được Hàn Lập rất rõ ràng. Trong miệng gầm nhẹ, vô tướng quỷ vương đột nhiên giơ hai cánh tay dài lên, nhất thời không trung cuồng phong gào thét, âm khí màu đen đại trướng, khiến tất cả chung quanh trở nên u ám. Đồng thời từ trong không khí truyền ra tiếng chu, như vạn quỷ được ẩn giấu ở bên trong. Âm khí từ song trưởng của vô tướng quỷ vương hướng tới Hàn Lập, âm khí trên không trung nhất thời kịch liệt quay cuồng, lập tức ngưng tụ thành quỷ chảo màu đen lớn chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ lửa xanh lập loè hướng Hàn Lập chụp tới. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí xung quanh áp tới, một cỗ lực lượng vô hình không tên bỗng nhiên xuất hiện, như muốn khóa chặt thân thể hắn. Nếu là tu sĩ bình thường, chịu phải cỗ lực lượng này, có lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Nhưng Hàn Lập không vậy, coi cỗ cấm chế này như không có, hừ lạnh một tiếng, một tay hướng túi linh thú vỗ một cái. Siêu một tiếng, một đạo ánh sáng đen bắn nhanh ra, sau một cái xoay tròn, nhẹ rơi xuống đứng trước mặt Hàn Lập mười trượt, rõ ràng là một con khỉ nhỏ bộ lông đen thùi cao nửa thước, chính là đề hồn thú. Tiểu hầu vừa hiện thân, con mắt nhỏ xoay vòng vòng, mũi hách lên người người, hai mắt chợt tỏa sáng, bàn tay đấm ngực, toàn thân bành trường ánh sáng đen, thân hình nhanh chóng lớn lên. Chỉ vài lần chớp mắt, liền biến thành cự hầu to lớn vô cùng dữ tợn. Con thú này không chút do dự hướng bàn tay lớn đang vỗ xuống hừ một tiếng, một đạo thanh quang từ lỗ mũi cuồn cuộn bay ra, vừa lúc đánh vào lòng bàn tay quỷ chảo. Một màn không thể tin nổi xuất hiện, trong nháy mắt quỷ chảo vừa tiếp xúc với thanh hà, lập tức hiện ra một lỗ thủng đen tuyền chỗ nào thanh hà lướt qua, toàn bộ quỷ chảo đều bị tan ra thành một giải âm khí đen như mực, sau đó bị thanh hà cuốn vào bên trong. Toàn bộ quỷ chảo trong nháy mắt không còn trọn vẹn, dần tan rã. Xa xa vô tướng quỷ vương thấy vậy, không nói hai lời hướng về phía để hồn thú hư không một trảo, năm đạo hắc mang giống như năm lưỡi dao sắc bén, chợt lóe lướt qua bắn nhanh mà ra. Tiếng gió vừa nổi lên, năm chảo hướng tới để hồn thú, phốc phốc hai tiếng, năm đạo hắc mang chợt lóe bay vào thân thể để hồn thú, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cự quỷ thấy vậy, cũng không bằng hoàng, mà coi như không thấy, hừ một tiếng, từ lỗ mũi cũng bay ra một đạo thanh hà. Hai đạo thanh hà trên không trung đan vào nhau chấp động, như gió thu cuốn là vàng đem tất cả trung tâm hóa thành hư không, sau đó hóa thành một đạo xanh đen vụt bay về, bị cự hầu một ngụm nuốt chừng. Đề hồn thú trên mặt hiện vẻ vừa lòng, xoay mắt nhìn về quỷ vương phía xa xa. Vô tướng quỷ vương thấy đề hồn thú phá vỡ thần thông của mình rút cuộc từ trong kinh ngạc tỉnh lại, lập tức miệng ô kêu lên, nổi giận lôi đình. Cũng không biết nó có hành động gì, thân thể chợt lóe hiện ra một chiến giáp theo phong cách cổ xưa, mặt trên cuồn cuộn hỏa diễm, hai tay nhoáng lên trên tay hiện ra một đôi cốt chùy cực lớn. Hàn Lập ngưng thần nhìn, phát hiện cốt chùy này sử dụng hai đầu cốt quỷ cực lớn chế thành, một cái vườn quanh bởi gió vàng, một cái lượn lờ khói đen, cũng không biết có thần thông gì cổ quái. Đề hồn thú mặc kệ việc này, nháy nháy hai mắt, trong mũi lại phun ra hai đạo thành hà cuốn thẳng đến quỷ vương. Dầm dầm hai tiếng, vô tướng quỷ vương vung hai đại trùy lên, nhất thời một mảnh sáng đen truyền hiện ra trên mặt trùy, nhưng lại không chút khó khăn đánh tan thanh hà. Thần quang nhiếp hồn của đề hồn thú đối mặt với quỷ vương vậy mà mất đi tác dụng. Hàn lập trông thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, đề hồn thú hiện ra vẻ ngưng trọng, trong ít hầu gầm nhẹ một tiếng, bốn phía cuồn cuộn âm phong, vô số sấm sét hiên ra, thân thể cự hầu lại lớn lên, bộ lông bắt đầu biến hồng, từ thiên linh cái chậm rãi trồi lên ba cái sừng, mà chán đột nhiên nhô lên, sau đó nứt ra, một con mắt yêu dị đỏ rực nhấp nháy. Đồng thời dương mặt dài ra, răng nanh lộ hết ra ngoài, sau lưng mọc ra ba cái xương gai đen tuyền, trên mặt hắc khí vườn quanh, âm khí bức người. Đề hồn thú sau khi tiến dài biến thân, đồng dạng biến thành ác quỷ dữ tợn, trên người dày đặc âm khí, tựa hồ so với vô tướng quỷ vương còn hơn một bậc. Chiếc yêu mục màu đỏ mở to ra, oanh một tiếng nổ, một đạo điện hồ thô to phun ra. Đạo điện hồ này đỏ tươi như máu, trong nháy mắt đã tới trước mặt vô tướng quỷ vương tình huống khó tin xuất hiện quỷ vương vừa thấy huyết sắc điện hồ lại hoảng sợ gầm nhẹ một tiếng xong chùy trong tay trụm lại trước ngực đồng thời thân thể to lớn bắn về phía sau không ngờ tính bỏ chạy vù một tiếng trầm muộn hai bạch cốt cự chùy va chạm với huyết sắc điện hồ nhưng lại giống như gặp phải khắc tinh nhẹ tiêu tán đi huyết sắc điện hồ lại không chút bị cản trở sau một tiếng sấm vang lên đã đánh lên trên chiến giáp của quỷ vương chiến giáp này giống như đôi cốt trùy kia, một chút hiệu quả cũng không có lập tức tan dã biến mất. Điện hồ xuyên qua lồng ngực quỷ vương, lập tức quấn lấy, như linh xà quấn chặt toàn thân quỷ vương, sau đó liền kéo về. cửa quỷ hét thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được bị kéo bay lên, ở trong huyết quang nhanh chóng bị thu nhỏ lại, lát sau xuất hiện trước một chiếc miệng đỏ như máu. Huyết quang chợt lóe, bị đề hồn thú một ngụm nuốt vào. Đề hồn thú chỉ bằng năng lực bản thân, lại dễ dàng căn nuốt tên được gọi là vô tướng quỷ vương. Lúc này, lũng ra song tu, cùng nữ tử áo trắng diệp sở đều bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm. Cái này không phải tiểu quỷ gì, mà là một quỷ vương sánh ngang luyện hư kỳ tu sĩ, sao như tờ giấy một kích đã bị xuyên thủng. Tiểu hầu có thể biến thân hai lần kia là linh thú gì, sao lại có nghịch thiên thần thông phun ra huyết sắc điện hồ. Mấy người cơ hồ cùng hiện lên vài ý niệm này trong đầu. Nhưng chưa chờ cho bọn hắn từ trong khiếp sợ tỉnh lại, thân hình hàn lập chấp động, trong nháy mắt tuấn di đến phía trên quầng sáng phất tay áo một cái, bảy hai đạo kim quang phun ra, lập tức linh quang đại phóng tập trung lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn 10 trường. Cự kiếm chợt lóe, liền hung hăng chảm vào phía trên quầng sáng. Loảng xoảng một tiếng giòn tan vang lên, chỗ kim quang va chạm vào quầng sáng hiện ra một sợi chỉ nhỏ màu trắng. Không tốt, lũng ra song tu hiển nhiên không ngờ phi kiếm của Hàn Lập sắc bén như vậy, thấy thế đồng thời thất thanh hô lên. Chỉ thấy quầng sáng run rẩy một chút, lập tức lấy sợi chỉ trắng làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn. Hàn lập dựa vào uy lực phi kiếm, nhưng lại thật sự chảm khai giảm đi uy lực quầng sáng, tuyết tinh ma ha kiếm hoàn toàn lộ ra trước người hàn lập. Hàn lập một chút trần chờ cũng không có, trong lòng thúc giục kiếm quyết, nhất thời cự kiếm màu vàng chợt lóe biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, hung hăng chạm trên thân kiếm màu huyết sắc. Chỉ nghe, keng, một tiếng vang nhỏ, hai đóa quang mang hồng vàng trói mắt lóe lên, cự kiếm màu vàng nhoáng lên một cái, không ngờ bị đẩy ra. Hàn lập thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu lên, lập tức cổ áo run lên, ném ra vài khỏa lôi châu màu bạc. Chỗ va chạm với huyết sắc cửa kiếm bắn ra một đạo ánh sáng bắn nguyệt, nhưng chỉ nhoáng lên một cái, vẫn là bình yên vô sự. Ha ha tiểu tử, người từ bỏ đi, huyết tinh ma ha kiếm là thượng bảo trên hỗn độn vạn linh chi bảng, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn hủy diệt kiếm này. Vốn có chút kinh hoàng lúc này lung ra tu sĩ ngược lại chấn tĩnh xuống, trong đó có một người âm hiểm cười nói. Hàn lập khóe mắt dần giật vài cái, nhìn huyết kiếm vài lần, bỗng nhiên một tay hướng cự kiếm màu vàng trên không trung. Thình linh một tiếng vù vù phát ra, cự kiếm run lên, kim quang phóng đại, một lần nữa biến ảo thành 72 khẩu phi kiếm. Mà tiểu kiếm đó lại phát ra từng trận âm thanh vù vù, lập tức nhoáng lên huyễn hóa ra mấy trăm đạo ánh sáng vàng. Mỗi đạo ánh sáng dài chừng nửa thước, ở trên không trung bay múa. Lập tức hàn lập cúi đầu lẩm bẩm, mười ngón tay nhanh bấm đốt, một đạo pháp quyết đánh ra ngoài nhất thời tất cả phi kiếm chấn động, trên bầu trời lập tức tản ra, cũng hướng bốn phía bắn nhanh đi. Ở trên không trung quỷ dị chấp động, sau đó tiểu kiếm kiếm màu vàng này đột nhiên tiêu thất, như chưa từng có xuất hiện qua. Hàn lập nhưng lại lấy huyết sắc cửa kiếm làm trung tâm bày ra đại canh kiếm trận, tính toán muốn bằng vào uy lực kinh người của kiếm trận, đem nguyên thần của lũng đông ở bên trong mạnh mẽ bước ra, thậm chí muốn cứ vậy mà hủy diệt linh bảo này. Trường 1382, kiếm trận vs huyết kiếm. Kiếm trận đã được bày xong, dưới sự thúc giục pháp lực của Hàn Lập, nhất thời một cỗ linh áp kinh người từ bốn phương tám hướng phóng lên cao. Lập tức lấy huyết sắc cửa kiếm làm trung tâm, trong phạm vi đường kính hơn trăm trượng, đồng thời hiện ra vô số sợi tơ vàng, như ẩn hiện, chậm rãi phóng tới trung tâm. Lũng ra song tu thấy cảnh này, tuy rằng không biết lai lịch đại canh kiếm trận nhưng trong lòng cũng dùng mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên thúc giục huyết thư tu sĩ, hai tay bấm đốt niệm chú, huyết thư trên không trung bỗng nhiên liên tiếp lật trang, từ giữa siêu siêu hai tiếng bắn ra 10 đạo ma ảnh đỏ đậm, bay về phía Hàn Lập. Tuy rằng bọn họ không tin thủ đoạn của Hàn Lập có thể phá được huyết sắc cự kiếm, nhưng tuyệt đối không muốn Hàn Lập cứ vậy dễ dàng công kích chính diện cự kiếm. Đám ma ảnh đỏ đậm này mơ hồ dịch thường, thân thể chấp động ánh sáng đỏ, hiện ra ở xung quanh Hàn Lập, nhưng đã sớm chuẩn bị Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hai tay trà sát, bỗng nhiên giơ lên. Liên tiếp nổ ra tiếng sấm, hơn 10 đạo điện hồ màu vàng bất ngờ xuất hiện, chợt lóe lướt qua đánh lên người mấy cái bóng màu đỏ này. Hơn phân nửa ma ảnh bị điện hồ xuyên qua kêu lên bị giết đương trường, còn lại non nửa, kêu thảm rồi bắn nhanh về. Lai nói tiếp, ma ảnh đó là do luyện hư tu sĩ khu sử ma vật, đối phó với tu sĩ bình thường uy lực không tính là nhỏ. Vô luận công kích vật lý, hay lửa thiêu nước ngâm đều không sợ, xem như là tồn tại tu sĩ bình thường khó đối phó, nhưng bởi vì trên thân dày đặc mà khí, bị ích tà thần lôi của hàn lập khắc chế, Tuy nhiên cũng bởi vì tu vi hàn lập tiến nhanh, ít tà thần lôi thi triển ra, so với thời điểm ở nhân giới đâu chỉ hơn một bậc. Nếu không lấy thần thông của ma ảnh, chưa hẳn đã không đón đỡ được một kích của hàn lập. Hàn lập triển lộ thần thông, làm cho bốn người khác đang chiến đấu lâm vào tình trạng kinh ngạc. Nhưng lúc này, hàn lập không đợi lúng ra xong tu tiếp tục dùng thủ đoạn gì, để hồn thú bên cạnh hừ mũi một cái, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn bay ra, tập kích bảy đầu ác quỷ đỏ đậm đang chiến đấu với bạch bào thiếu nữ. Bảy ác quỷ này thân thông không nhỏ, nhưng cũng không phải vô tướng quỷ vương, bị thanh hà cuốn qua, có ba con hóa thành xương mù màu đỏ, bị thanh hà cuốn vào bụng đề hồn thú. Những con khác thấy tình thế không ổn, lập tức vấn di chạy trốn ra ngoài trăm trượng, cuối cùng tránh được một kiếp. Từ lúc đó, bạch bào thiếu nữ thoát được vòng vây. Nàng mừng rỡ, ánh mắt nhìn huyết sắc cửa kiếm đang bị vô số sợi màu vàng quấn lấy cùng với lũng ra song tu, lập tức không chút do dự thúc dục năm loại dị bảo xung quanh, gia nhập chiến đoàn bên phía Diệp Sở. Vốn lũng ra tu sĩ liên thủ bất quá miễn cưỡng bao vây bọn Diệp Sở, hiện tại Bạch Bào thiếu nữa đã gia nhập nhóm, năm loại quang hà chấp động, nháy mắt cùng linh quang màu xanh Diệp Sở vừa thả ra dung nhập với nhau, đem chướng khí màu tím xung quanh ép lui. Hai người kia trong lúc nhất thời bất chấp Hàn Lập bên này, đều xuất ra một kiện trống nhỏ màu đỏ cùng một cái thước màu lam. Chỉ thấy tiếng trống nhỏ vang lên, lập tức trướng khí huyễn hóa ra một đám quỷ phong đỏ đậm, vù vù, từ dưới cuộn lên. Mà chiếc thước màu xanh kia vũ động xoay quanh, đột nhiên vẽ ra trên không trung một đầu quái vật như bạch tuộc tám vòi, tám cái vòi lớn không chút khách khí quất về hướng diệp sở nhị nữ. Bắt đầu từ đó, lũng ra song tu mới miễn cưỡng khống chế được tình thế. Bên kia đề hồn thú thúc dục thần quang, trực tiếp đuổi giết bốn con ác quỷ chạy thoát, song phương ở phụ cận linh bảo bay múa, bộ dáng vô pháp kết thúc nhanh chóng được. Hàn lập thấy vậy, lúc này mới yên tâm thúc giục đại canh kiếm trận. Không có tu sĩ lũng ra quấy giày, hắn không tin bằng vào uy lực của kiếm trận không làm gì được thứ kia. Không có cố kỵ gì, đại canh kiếm trận rút cuộc hiện ra uy lực chân chính, giày đặc tơ vàng rút cuộc cuốn lấy nhau, tiếp xúc với huyết kiếm. Vô số tơ vàng cắt vào cửa kiếm nhưng lại vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai. Toàn thân kiếm chợt hiện linh quang, màu vàng cùng màu máu đan xen vào nhau thành một mảnh, từ hai bên thân kiếm lóe ra từng đạo kiếm quang, phun vào tơ vàng. Nhưng lập tức, thân hình huyết kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài, vang lên tận trời, như muốn lao ra khỏi kiếm trận. Bất quá trên không trung, càng dày đặc tơ vàng che kín. Cự kiếm bay lên được mấy trượng, liền đụng vào quang mang, bắn ngược trở về. Bảo vật này bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể khó khăn chống đỡ kiếm trận. Kiếm này tuy có linh bảo trị uy, nhưng không có người điều khiến, chỉ bằng thần thông không thể kiên trì lâu dài. Kết quả sau một lát công phu, thân hình huyết kiếm bị tơ vàng quấn chặt, có chút ảm đạm phát ra âm thanh gào thét. Bốn phía kiếm trận hiện ra vô cùng vô tận tơ vàng, hơn nữa ngày càng nhiều, ngày càng sáng. Rõ ràng uy lực kiếm trận đã lớn hơn lúc trước, xa xa mọi người đều chú ý đến tình hình bên này, lũng ra song tu kinh hãi, ngay cả bí thuật thúc dục ma đầu và ác quỷ cũng dùng, muốn cản trở hành động của Hàn Lập. Nhưng bạch bào thiếu nữ cùng mấy người diệp sở lại cực kỳ mừng rỡ, cũng không do dự thi triển toàn bộ thần thông ra, gắt gao quấn lấy hai kẻ kia. Cả người lẫn quỷ đều bị quấn lấy. Muốn đem lũng ra xong tu diệt sát các nàng có chút khó khăn, nhưng tiếp cận giữ chân đối thủ không phải quá khó. Cho nên lũng ra xong tu dù nổi giận lôi đình, cũng phải đối phó với địch nhân trước mắt còn hàn lập thì nói sau. Linh quang huyết tinh ma ha kiếm, mắt thấy sắp bị kiếm trận hủy diệt, trong tai hàn lập đột nhiên truyền tới giọng nói của lũng đông có nén giận nói. Hàn huynh, người thực muốn phá hư chuyện tốt của ta. Người nếu hủy diệt kiếm này, từ nay về sau không đội trời chung với lũng ra chúng ta, ngươi cho rằng Diệp gia có thể che chở cho ngươi bao lâu? Hàn Lập nghe thế, tay bấm pháp quyết niệm chú thúc dục kiếm trận, căn bản không để ý đến mảy may. Đạo hữu, nếu bằng lòng buông tay, Diệp gia cho ngươi điều kiện gì, chúng ta có thể cho ngươi yêu đãi gấp nhiều lần. Giọng điệu Lũng Đông thay đổi, lại có vài phần giảng giải. Lũng Đông thấy Hàn Lập không chút dao động sau khi nghe lời nói của mình, cũng không truyền âm thêm cái gì, nhưng huyết kiếm bên trong kiếm trận vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, mặc cho vô số tơ vàng điên cuồng cắt lên mặt kiếm. Sau khi linh quang trên thân kiếm tan rã rồi biến mất, trên thân kiếm khổng lồ rút cuộc cũng hiện ra vài đạo vết nước nho nhỏ. Tuy rằng mỗi dấu vết cũng không quá sâu, nhưng nhiều tơ vàng nhiều dày đặc như vậy cắt vào. Cự kiếm trong nháy mắt liền hiện ra vết thương tàn tạ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy vậy. Hàn lập ngẩn ra, nhưng ánh mắt chấp động vài cái, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng, thân hình trong phút chốc hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra thật nhanh, rút cuộc bất chấp cái gì kiếm trận. Cơ hồ trong lúc nhất thời, từ huyết kiếm truyền ra tiếng rồng ngâm phượng hót, lập tức tự bạo nổ tung. Một đoàn ánh sáng chói mắt hiện ra, bên trong có vô số bạch mang phun ra khắp nơi. Tơ vàng trong kiếm trận tiếp xúc với bạch mang, liền vỡ vụn ra. Sau một lần hô hấp, ánh sáng chói mắt cuồng trướng vô số lần, trải rộng mấy trăm trượng, ngay cả phụ cận mấy người lũng ra song tu cùng bạch bào thiếu nữ đang chiến đấu cũng bị lan đến, bốn người lập tức cả kinh. Cũng may bọn họ khá xa vị trí huyết kiếm, cuối cùng thu linh bảo, đồng thời thuấn di ra khỏi phụ cận. Uy lực đỉnh giai thiên linh bảo tự bảo, chỉ sợ tu sĩ hợp thể kỳ gặp, cũng chỉ có thể tạm thời lùi xa ba bước. Hàn lập thông minh dị thường, sớm đã trốn mất dạng, bị uy lực tự bảo bao phủ, cũng chỉ có kết cục là hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn đã ở địa phương cách đó mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhật dị thường nhìn về phương hướng huyết kiếm tự bảo. Tuy rằng hắn trong khi độn quang chạy trốn liền lập tức thu phi kiếm lại, nhưng có hơn 10 khẩu phi kiếm vẫn chậm một bước, bị tự bạo lan đến gần một chút, đều bị tổn thương đến linh tính. Xem ra hắn lại phải mất công bồi luyện khôi phục một phen. Thanh Trúc Phong vân kiếm này khi tinh luyện đã dùng nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, nếu bình thường sẽ không dễ dàng tổn thương linh tính, cho dù kiếm hủy linh tán đều là chuyện không hề đơn giản. Bất quá lúc này Hàn Lập, hai mắt lam mang chấp động không thôi, ngóng nhìn phía trước. Đối phương quả thật căn bản không thể nhìn thẳng vào vầng sáng chói kia, hắn lại có thể nhìn rõ vài phần, bỗng nhiên sắc mặt vừa động, hai cánh sau lưng mở ra, hóa thành một đạo thanh hồ biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, ở một khoảng hư không khác, thân hình hàn lập quỷ dị hiện ra, một bàn tay trắng noãn như ngọc chụp vào khoảng không. Nhất thời năm bộ xương từ năm ngón tay hiện ra, nhưng chợt lóe lại biến mất không thấy. Từ đầu ngón tay phun ra cực hàn chi diễm, lập tức hiện ra quang diễm năm màu thành một giải bao phủ lấy địa phương phía dưới xì một tiếng, một đạo huyết ảnh dài nửa thước nhưng lại ở trong quang diễm quỷ dị hiện ra, đúng là một ngũ chảo huyết long toàn thân đỏ tươi như máu, mà trong miệng lại ngậm chặt lấy một con huyết phượng khác đang bị thương. Huyết phượng non nửa bộ phận đã không cánh mà bay, phần còn lại trong miệng huyết long không cửa quậy, giống như đã mất đi toàn bộ linh tính vậy. Huyết long ở giữa hàn diễm, bộ dạng ngó nghiêng lén lút, rõ ràng vừa rồi dùng tự bạo để che giấu, nhân cơ hội ẩn nấp chạy trốn tới nơi khác nhưng nó tuyệt không ngờ Hàn Lập lại có thần thông minh thanh linh mục đến mức này, chẳng những khám phá ra chỗ ẩn thân của mình, còn dùng hàn diễm năm màu bao vây nó ở bên trong. Hiện tại huyết long ở trong hỏa diễm, thân hình đã vô cùng chậm chạp, tất cả động tác đều dị thường trì trệ. Trong mắt Hàn mang chợt lẽ, một tay nhẽ nhấc, nhất thời hàn diễm năm màu cuồn cuộn bay ra, bao vây chặt chẽ huyết long. Mà Hàn Lập lại hé miệng, hư thiên đỉnh được một đoàn thanh quang bao quanh bắn nhanh ra. Chương 1383, Thiên Phượng Chi Linh Ngươi dám, huyết long toàn thân run rẩy giống lớn, từ đó trên thân phun ra một đạo huyết quang, chém tới thanh ti. Nguyên thần lũng đông rơi vào đường cùng, thế nhưng đem chân linh trên người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, dẫy ruộ lần cuối. Nếu là công kích bình thường, bị kiếm quang màu máu này chém phải thật sự không thể hạ xuống. Nhưng hư thiên đỉnh đường đường cũng là thông thiên linh bảo, phun ra thanh ti là vật vô hình, ở phương diện biến hóa vô cùng thần diệu. Hàn lập dùng thần niệm thúc dục, nhất thời trên không trung chợt lóe thanh quang, hơn phân nửa thanh thi biến mất không thấy, còn lại đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh quang quấn lấy huyết quang. Ngay sau đó, xung quanh huyết long dài nửa thước, không gian bỗng chấn động, một đoàn thanh thi từ hư không bắn ra. Thanh thi bao trùm, nháy mắt đem hàn diễm năm màu, huyết long và phân nửa thân thể huyết phượng gắt cao vây lấy. Cuốn mạnh một cái, từ không trung thu hết vào hư thiên đình. Xì một tiếng, thân thể huyết long liều mạng giấy từ bên trong bay ra một đoàn thanh quang, sau khi chợt lóe liền quỷ dị hiện ra ở đại phương bên ngoài 10 trượng, lại liên tiếp thuấn di ra ngoài 450 trượng. Trong mắt Hàn Lập Hàn mang chợt ẩn hiện, đột nhiên giữa chân mày phá diệt pháp đại phóng ô quang, bắn nhanh ra một đạo hắc mang. Trong hư không vang lên một thanh âm trầm muộn, vật đang thuấn di trong thanh quang lảo đảo hiện ra, hào quang tựa hồ ảm đạm không ít. Nhưng chưa chờ Hàn Lập thi pháp, thanh quang chợt lóe hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi, vài lập chấp hiện, liền quỷ dị hiện ra tại chân trời, lại nhoáng lên lần nữa, biến mất không thấy. Hàn lập nhướng mày, con mắt yêu dị vừa bắn ra hắc mang tiêu tán. Cho dù phá diệt pháp có thần thông xuyên thủng hư không, thế nhưng cự ly xa tự nhiên bất lực. Mà thanh ti bao vây huyết long và huyết phượng đã anh một tiếng, sau đó bị hư thiên đỉnh thu vào bên trong. Đỉnh hạ xuống, đem chiếc đỉnh này một lần nữa thu liếm quang mang. Ai cũng không chú ý tới, ngay trong phút chốc này, tay áo hàn lập yên lặng chợt lóe hai điểm kim quang, cực kỳ bí mật bay vào trong hư thiên đỉnh. Mà lúc này, Bốn người ở phía xa trăm trường thấy một màn huyết chân linh bị hàn lập thu lấy, nguyên thần lũng đông trốn đi, sắc mặt tất cả đều đại biến. Hai tu sĩ lũng ra liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi, không nói năng một tiếng. Bọn ác quỷ cùng ma vật cũng theo sát bỏ chạy phía sau, phương hướng bọn họ đào tẩu chính là phương hướng lúc trước lũng đông chạy trốn. Diệp sở và bạch bào thiếu nữ cũng không có ý định đuổi theo, ngược lại cùng nhau bay nhanh tới hàn lập. Lát sau, thân hình hai người hiện ra trước mặt hàn lập 10 trượng, trong đó Diệp Sở liếc mắt đánh giá để hồn thú cao 10 trượng bên người Hàn Lập, ánh mắt khó nén kinh ngạc. Mà Bạch Bào thiếu nữ mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào thanh đỉnh trước người Hàn Lập. Hiển nhiên hai người vừa thấy huyết chân linh rơi vào tay Hàn Lập, bắt đầu trở nên cảnh giác vạn phần. Hàn huynh, lúc nãy may mà ngươi ra tay tương trợ, nếu không đúng là đám người lũng ra đắc thủ. Hàn huynh yên tâm, điều kiện lúc trước đáp ứng ta sẽ không thay đổi, sẽ không phí công đạo hữu xuất lực. Bạch bào thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên quyển rũ cười nói, không sai, lấy lực của Diệp ra chúng ta, có lẽ là nhân tộc hán hiếu có thể trợ giúp đạo hữu thực hiện nguyện vọng. Diệp sở chậm rãi mở miệng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý uy hiếp. Hàn lập khóe miệng giật giật vài cái, cũng không nói gì, một tay đột ngột vỗ lên thanh đỉnh. Đỉnh này vù vù hai tiếng, bay lên không chung, vô số thanh ti quấn quanh dày đặc, huyết long còn cả huyết phượng không trộn vẹn từ từ hiện ra trên cửa đỉnh. Hai cô giá vừa thấy huyết long huyết phượng hai mắt sáng ngời, bạch bào thiếu nữ trên mặt chợt lóe huyết quang, ẩn ẩn có một bóng huyết phượng chợt lóe lướt qua. Hàn lập mỉm cười, một tay hướng thanh đỉnh bắn ra. Nhất thời thanh ti đang bao vây huyết phượng, dần dần mở ra, vật bị bao phủ bên trong bắn thẳng về phía thiếu nữ. Bạch bào thiếu nữ mừng rỡ, trong miệng quát một tiếng, từ trên người một con huyết phương nhỏ khác bay ra, va chạm với huyết phượng không toàn vẹn. Huyết quang đại phóng, song phượng không chút trở ngại kết hợp thành một thể, hóa thành một viên cầu lớn màu máu đường kính nửa thước cầu máu này ướt át như do máu ngưng tụ mà thành nhưng sau khi xoay tròn bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết phượng dài một thước bay vòng quanh thiếu nữ thiếu nữ khóe miệng mỉm cười vươn một cánh tay ngọc ra hướng về phía huyết phượng sau một tiếng hót lạnh lót huyết phượng mở ra hai cánh hóa thành một đạo huyết quang chui vào thân thể thiếu nữ chợt lóe biến mất toàn thân diệp dính bị một tầng huyết sắc bao phủ đồng thời một đầu huyết phượng như ẩn hiện sau lưng mơ hồ không rõ, cuối cùng dần ổn định xuống. Lại một lát sau, hư ảnh huyết phượng biến mất, mà thiếu nữ trợn trừng mắt, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chân phượng chi huyết cuối cùng cũng không có gì trở ngại, 10 phần lấy được 7-8 phần. Còn một bộ phận nhỏ nữa, đại khái là bị chân long lực mạnh mẽ cắn nuốt, chỉ sợ không dễ dàng tách ra. Cũng may chân long huyết cũng rơi vào tay diệp ra chúng ta. Hàn huynh, mau đêm chân long huyết ném tới đây, chân long huyết này phải bảo vệ thật tốt cứ vậy căn nuốt sẽ làm linh tính tổn hao nhiều. Thiếu nữ thản nhiên cười với Hàn Lập, đồng thời một tay vừa lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một chiếc hồ lô tinh xảo màu tím, vô cùng xinh đẹp. Hàn Lập nhẽ cười, Diệp tiên Tử, tại hạ nhớ không lầm, lúc trước chính là đáp ứng nhị vị đoạt lại chân linh huyết. Hiện tại thiên phượng chi huyết đã tới tay, còn chân long huyết này, tiên tử cũng muốn có tham lam quá hay không? Hàn lập thản nhiên nói, hàn đạo Hữu nói vậy là có ý gì? chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành chân long huyết? Giọng nói Diệp Sở lạnh xuống, ánh mắt sắc hiện lên hàn quang sắc như đao. Tại hạ là tu sĩ phi thăng, cũng biết kiêng kỵ một số chân linh thế gia, sao dám có vọng tưởng này, cho dù tại hạ thật sự dung hợp chân long huyết, cũng có một kết cục là tất cả các thế gia đuổi giết. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, vậy ý Hàn huynh là, nghe khẩu khí Hàn Lập không có ý định chiếm chân long huyết. Bạch Bao thiếu nữ thần sắc thả lỏng, hỏi lại, hắc hắc, không có gì, chân long huyết này có lẫn chân phượng huyết diệp ra các người đối với việc này cũng là tình thế bắt buộc a à. hàn mỗ nguyện ý hai tay dâng lên không biết các người lấy gì trao đổi hàn lập trầm giọng nói ha ha thì ra hàn huynh muốn yêu đại a à. cái này không có gì chỉ cần nguyện ý giao ra chân long huyết hàn huynh cứ nói giá tiểu muội tuyệt đối không trả giá bạch bao thiếu nữ nghe lời này tươi cười nói chân long huyết linh vật bực này há lại có thể đổi ra linh thạch Đương nhiên nếu đạo hữu thực sự bỏ ra 100 khối cực phẩm linh thạch, lại là chuyện khác. Hàn Lập Băng Cua nói, Hàn Huynh nói đùa, cho dù là diệp ra chúng ta cũng không thể một lần xuất ra nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Nếu chỉ cần vài khối, tiểu muội có thể nghĩ biện pháp. Bạch bào thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn diệp sở một cái. Miễn cưỡng trả lời, nếu là mấy khối cực phẩm linh thạch, Hàn Mỗ cần gì làm phiền mấy vị đạo hữu, tại hạ chỉ cần phí chút tâm tư là có thể lấy tới tay, Hàn lập sắc mặt không đổi trả lời. Các hạ muốn gì, nói thẳng ra đi. Diệp sở tựa hồ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói thẳng. Rất đơn giản, tại hạ muốn đổi một chiếc thiên phượng linh chi trong tay Diệp tiền bối. Hàn lập ánh mắt đảo qua trên người Diệp sở, từ từ nói. Cái gì thiên phượng chi linh, đạo hữu trả lẽ tin lời bọn hắc phượng yêu tộc kia. Diệp sở đồng tử co rút, nhưng lập tức bình tĩnh dị thường nói. Bạch bào thiếu nữ nghe vậy trong lòng cả kinh. Diệp tiền bối cho rằng vãn bối tin tưởng những lời này sao? Nếu nhị vị thực sự cảm thấy lời nói tại hạ vô căn cứ. Hàn mỗ thật không ngại dùng siêu hồn thuật đối với đạo hữu một chút. Tại hạ chỉ cần một chiếc mà thôi, chân long huyết đổi lấy một chiếc, hẳn là hai vị đạo hữu chiếm đại tiện nghi mới phải. Hàn lập lạnh nhạt đáp, nghe thấy hàn lập nói, Diệp sở nhíu mày, ánh mắt quét về phía Diệp dính. Mà bạch bào thiếu nữ mấp máy môi vài cái, đôi mắt chợt lóe, đạo hữu dùng thiên phượng chi linh làm gì? vật ấy đối với Diệp gia chúng ta có chỗ hữu dụng lớn. Không bằng tiểu muội dùng vật phẩm khách đổi thế nào, tỉ như hai quả chi long mà chúng ta được chia lúc trước. Tại hạ có một bảo vật, trùng hợp cần một chiếc đỉnh giai phượng linh vũ mới có thể luyện chế. Về phần chi long quả, tai hạ tuy muốn, nhưng so với phượng chi linh, hàn mỗ tất nhiên là muốn thứ sau hơn. Hàn lập thong rong nói, hàn huynh thực sự đổi thiên phượng chi linh, không thể thương lượng, diệp dĩnh hai mắt nhìn chằm chằm vào huyết long trên thanh đỉnh, sắc mặt âm tình bất định hỏi. Hắc hắc, hai vị đạo hữu nếu có vọng tiên đan, cửu tâm chi linh linh vật như vậy, hàn mỗ cũng không ngại đổi lấy. Hàn lập hắc hắc hai tiếng nói, hư, có nghịch thiên linh vật bực này, ta còn cần gì chân long huyết, trực tiếp dùng, tiến giai luyện hư lên hợp thể kỳ. Được, bổn cô nương đáp ứng ngươi, dùng một chiếc thiên phượng chi linh đổi lấy vật ấy, bạch bào thiếu nữ cắn răng, rút cuộc đáp ứng điều kiện của hàn lập. Diệp sở sắc mặt biến đổi, há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Hàn lập nghe vậy, tinh thần rung lên. Ha ha, Diệp cô nương làm vậy mới là sáng suốt. Chỉ cần cho Hàn mỗ kiểm tra thiên phượng chi linh một chút, tại hạ lập tức giao chân long huyết cho hai vị, hai vị đạo hữu chắc sẽ không sợ Hàn mỗ lấy bảo vật chạy mất chứ. Hàn lập mỉm cười nói, sợ tỷ tỷ lấy một chiếc phượng chi linh cho hắn đi. Thiếu nữ thở dài, xoay sang phân phó với Diệp sở. Dạ, thiếu chủ, Diệp sở do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng, một tay hướng vòng chữ vật phất một cái, một cái hộp ngọc màu đỏ hiện ra trong tay. Hộp ngọc này không những đỏ đậm tiên diễm, hơn nữa bên ngoài còn lộ ra hoa văn ngọn lửa, vừa xuất ra, lập tức một cỗ hơi nóng phả vào mặt, phụ cận nhiệt độ tăng vọt. Viêm Ngọc Hàn lập thấy hộp ngọc này, bỗng nhiên cả kinh. chương 1384, ám thủ, Hàn Huynh cũng nhận ra tài liệu của hộp ngọc này. Cái này đích thật là nổi danh sánh ngang huyền ngọc vãn năm viêm ngọc, cũng chỉ có loại tài liệu cực hiếm này chế tác đồ vật mới có thể cam đoan linh khí của Phượng Linh chi Vũ không bị tiết ra. Diệp Dĩnh mỉm cười nói, mang theo vài phần tự đắc. Chỉ sợ cũng chỉ có thế lực Diệp ra bọn họ mới có thể dùng được loại tài liệu quý hiếm như vậy để chế tác một đồ vật bình thường a. À. Mà lúc này, Hàn Lập khẽ cười một tiếng thần sắc như thường. Diệp Sở sắc mặt không đổi mở nắp hộp ngọc ra, bên trong rõ ràng là ba cái lông dài năm màu, mỗi cái dài ba thước, lấp lè quang mang nàng chỉ tay vào một trong ba cái lông dài, nhất thời vật ấy bay lên khỏi hộp ngọc, từ từ hướng Hàn Lập bay qua. Hàn Lập lộ vẻ ngưng trọng, một tay vươn tới chiếc lông dài, linh vật này đã bị thu vào tay. Sau đó hắn dùng ngón tay vuốt ve, cẩn thận quan sát. Chiếc lông dài trong suốt, phía trên phù văn năm màu như ẩn hiện, hàm chứa linh khí cực kỳ kinh người. Không sai, hẳn là thiên phượng chi linh thật, Hàn Lập vừa lòng gật đầu, thiên địa linh vật như vậy, chỉ sợ muốn phỏng chế cũng bất lực. Sau đó bàn tay hắn vừa lật, xuất ra một hộp ngọc trong suốt như băng, tản ra khí lạnh kinh người, đúng là hộp ngọc luyện chế từ huyền ngọc vạn năm. Hai người đối diện ngẩn ra, không khỏi giật mình liếc mắt nhìn nhau một cái. Hàn lập lại đem thiên phượng chi linh bỏ vào hộp ngọc, bạch quang chợt lóe, hộp ngọc như vậy biến mất không còn bóng dáng. Nếu đã thu được phượng linh, chân long huyết tất nhiên thuộc về hai vị đạo hiếu. Hàn lập nhìn lướt qua hai cô gái, một tay hướng thanh đỉnh bắn ra. Đương một tiếng vang nhỏ, thanh thi trên đỉnh vừa động đem huyết long quăng lại đây huyết long thân thể chợt lóe linh quang nhưng lại dãy giụa trên không trung bộ dáng một bỏ chạy nhưng bạch bào thiếu nữ phía đối diện đã sớm mừng rỡ nhấc hồ lô tím trong tay nhất thời ong ong hai tiếng vang lên bỗng nhiên một mảnh lam mang từ bên trong hồ lô cuồn cuộn mà ra lam quang chợt lóe bao vây huyết long ở bên trong kéo lại gần thiếu nữ trong gang tấc hai cô gái hai mắt không chấp nhìn vào huyết long thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân huyết long một lần đúng là chân long huyết. Sau một lát, Diệp Sở nhẹ thở ra một hơi, rút cuộc điểm điểm đầu. Thiếu nữ cũng lộ vẻ tươi cười, nàng hai tay bấm nốt niệm chú, làm Hà cuốn về, đem huyết long thu nhỏ lại, cuốn vào trong hồ lô. Hàn huynh, thật đúng là người thủ tín. Xong việc chỗ này, khi phản hồi thiên uyên thành có hứng thú tham làm khách khanh của Diệp gia chúng ta hay không, Diệp gia đối với người thần thông phi phàm như Hàn huynh, đều luôn có hậu đãi. Bạch bào thiếu nữ thu hồ lô, Cuối cùng hướng Hàn Lập cười ngọt ngào, mở lời mượn sức. Thiên Huyên Thành, Hàn Mỗ không định về đó, phải lưu lại trong Man Hoang một thời gian, trong thời gian ngắn sẽ không về. Hàn Lập không chút do dự nói. Hàn Lập nói lời này khiến hai cô gái giật mình, thiếu nữ vẻ mặt hiện ra tia đáng tiếc, sau cũng không khuyên giải thêm, như vậy, quên đi. Bất quá, Hàn huynh chỉ cần thay đổi chú ý, tùy thời đều có thể tìm tới Diệp ra. Tiểu muội luôn vô cùng hoan nghênh. Được rồi, chúng ta đã đi một tộc nhân cũng đã tìm tới. Đạo hữu phượng tộc này, chắc Hàn Huynh nghĩ cách xử lý cũng vô cùng đau đầu, hay giao cho tiểu muội đi. Diệp Dinh ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hắc sắc sơn phong, cười hì hì nói. Vậy làm phiền hai vị đạo hữu tại hạ đích thật còn chưa có cách xử lý tốt nàng. Hàn Lập sau khi nghe lời của thiếu nữ, không ngờ không chút do dự đồng ý. Hàn Lập nhấc tay hướng phía sau vẫy vài cái, nhất thời xung quanh hắc sắc sơn phong xuất hiện một quầng sáng mở bao phủ, kịch liệt thu nhỏ lại, sau vài cái chập động, liền hóa thành ngọn núi cao nửa trường. Sau một tiếng oanh, hắc sắc sơn phong biến mất không thấy. Phía dưới lộ ra một cái hố lớn dưới đáy là tiểu hồng đang nằm bất động. Mà ở một bên diệp sở đã sớm chuẩn bị, hắc sắc sơn phong vừa biến mất, vươn tay xòe ra năm ngón. Năm đạo thúy mang chợt lóe bắn xuống, nháy mắt đã bay đến khoảng không phía trên hắc phượng. Vài đạo thúy mang, suy, vài tiếng sau đó bạo liệt mở ra, hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh, trùm lên hắc phượng lập tức nàng một tay bấm đốt niệm chú, trong miệng lẩm bẩm. Tấm lưới màu xanh linh quang chấp động, lập tức thu nhỏ thể tích. Không thể tin được chính là, Hắc Phượng ở bên trong cũng theo tấm lưới mà nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành bộ dáng dài nửa thước. Diệp Sở ngừng miệng chú ngữ, một tay hạ chảo, võng ti màu xanh biếc liền hóa thành một đoàn lục quang bay lên không. Quang đoàn này chấp động vài cái, liền không chút trần trừ bay vào tay áo nàng, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Lộ trình phía sau, Hàn Mỗ có việc khác trong người, không thể đi cùng hai vị. Hàn lập cười một tiếng, đột nhiên ôm quyền, nói ra câu khiến hai cô gái sửng sốt. Hiện tại chưa đi qua nhất tuyến thiên, vẫn thuộc phạm vi một tộc, đạo hữu đi cùng chúng ta là tốt nhất. Bạch bào thiếu nữ có chút kinh ngạc nói, không được, hàn mỗ thật sự có chuyện quan trọng khác, không tiện đi cùng các vị, xin cáo từ. Hàn lập kiên quyết lắc đầu, ôm quyền hướng nhị nữ, thu lại bảo vật và đề hồn thú, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Trong nháy mắt, Bóng độn quang của Hàn Lập hiện ra phía chân trời, nhưng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thấy Hàn Lập ra đi dứt khoát như vậy, bạch bào thiếu nữ cùng Diệp sở liếc mắt nhìn nhau. Hắn cũng thông minh, lai biết lập tức bỏ đi, chẳng lẽ đoán được, chúng ta ở bên ngoài có người khác tiếp ứng. Thiếu nữ nhíu mày, có chút buồn bực nói, có thể, cho dù không phải thế, cũng chứng minh kẻ này cẩn thận, chưa từng lộ ra sơ hở. Nếu không ra chủ cử thêm người tới, chúng ta hẳn là có hy vọng lưu lại đối phương. Diệp Sở ánh mắt chớp động nói: Sở tỷ tỷ, vừa rồi ngươi dùng bí thuật truyền âm, không cho ta động thủ. Ngươi đã là tu sĩ luyện hư hậu kỳ đại thành, hơn nữa còn ta, chẳng lẽ không bắt được người này sao? Lúc này có khi Phượng Chi Linh kia cũng không cần trao đổi. Bạch Bào Thiếu nữ tựa hồ đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng. Nếu đánh bại người này, ta tự nhiên có phần thắng lớn. Nhưng diệt sát hoặc bắt giữ, ta lại một điểm nắm chắc cũng không có. Thiếu chủ cũng đã kiên thức qua thần thông của kẻ này chẳng những chỉ vài lần đối mặt đã bắt giữ được yêu nữ hắc phượng tộc, cuối cùng còn bố trí kiếm trận có thể thủy diệt thông thiên linh bảo loại bảo vật bực này. Hơn nữa hắn còn một đầu linh thú tả môn, coi luyện hư cấp quỷ vương không ra gì. Cho dù ta ra tay, cũng vô pháp giải quyết dễ dàng đầu vô tướng quỷ vương. Xem người này vừa rồi khi đối địch, vẫn thoải mái bình tĩnh, khẳng định còn có sát chiêu. Huống hồ chân long huyết còn trong tay đối phượng vạn nhất người này hủy đi, chúng ta thật mất nhiều hơn được. Thiên phượng chi linh cho dù có quý hiếm, còn có cơ hội tìm được. Nhưng chân long huyết, cả nhân tộc phỏng trừng cũng chỉ có lũng gia mới xuất hiện. Lại càng không biết bao lâu mới có người như lũng đông, truyền thừa huyết mạch tinh thuần như vậy. Diệp sở giải thích, mấy thứ này ta cũng biết, người này thần thông cùng bảo vật đúng là không phải nhỏ. Nếu sở tỷ tỷ ra tay không nắm chắc, chúng ta lúc trước cũng không có làm sai. Gia chủ biết chúng ta lấy được chân long huyết, cũng sẽ không trách tội việc này. Chân long huyết là đại sự, không cho phép chúng ta mạo hiểm, cũng may người này cũng coi là thức thời, không bước chúng ta phải động thủ. Được rồi, chúng ta đi thôi, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn thu hút một tộc tới. Bạch bào thiếu nữ trầm mặc hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Diệp sở gật đầu, tay áo run lên, lại thả ra một điều thật lớn kia. Nhị nữ hóa thành hai đạo độn quang bay lên thân thể một điều, nó lập tức hóa thành một đoàn lục quang, vỗ cánh phá không rời đi. Cơ hồ trong lúc đó, thân thể hàn lập đang ở trên cao ngàn dặm. Hắn một phen phi độn, một bên khóe miệng hé ra nụ cười quỷ dị, trong mắt ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên hắn vừa độn quang vừa hé miệng, phun ra hư thiên đình. Hàn Lập nâng đỉnh, nhẹ nhàng vuốt một cái, nhất thời tiểu đỉnh lộ ra một khe hở mắt hắn chợt lóe lam quang, từ khe hở bắn ra hai đạo kim ảnh, mỗi cái xoay tròn, sau đó dừng lại bên trên đỉnh, rõ ràng là phệ kim trùng lớn bằng ngón tay cái. Hàn Lập mỉm cười, lại hé miệng, hia luồng linh khí tinh thuần bỗng phun ra, bám vào hai linh trùng hia phệ kim trùng kim quang sáng chói một lát bành trướng lớn thành nửa thước dị thường dữ tợn đến thanh âm chú ngữ trầm thấp từ miệng hàn lập truyền ra hai đầu trùng lớn đột nhiên hé miệng huyết quang chợt lóe từng sợi đỏ tươi lớn băng ngón tay phun ra trên không trung hàn lập hai mắt sáng ngời tay kia một chảo đã đem vật phun ra tóm vào trong tay khi xòe năm ngón tay ra châm tâm bàn tay hiện ra rõ ràng hai vật dài một tấc phân biệt là huyết long và huyết phượng Hàn Lập vậy mà thần không biết quỷ không hay lưu lại một chút chân long cùng chân phượng huyết. Hia người diệp dĩnh dù cẩn thận vạn phần, cũng quyết không thể ngờ Hàn Lập có trong tay phệ kim trùng trưởng thành, nếu không tuyệt đối không dễ dàng cho Hàn Lập lưu lai chân linh huyết như vậy. Dù sao chân linh huyết nếu không có bảo vật đặc thù, vậy không thể phân tách được mảy may. Hàn Lập xem xét huyết long cùng huyết phượng trong lòng bàn tay bộ dáng đang muốn bay lên, năm ngón tay thanh quang lóng lánh, đem ha vật này gắt gao cấm chế, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm làm sao sử dụng hai chân linh huyết này, Hàn Lập thật đúng là không có ý đinh lấy. Nhưng có thể khẳng định, chân linh huyết này quý hiếm dị thường, chỉ sợ ra chỉ quyết không dưới thần đan tiên được. Đáng tiếc kiến thức của hắn về chân linh thế ra cùng chân linh huyết mạch không nhiều lắm, cầm trong tay huyết long và huyết phượng đang quấn lấy nhau, tay áo run lên, thu vào mộc hạp sau đó dán lên một đạo phù triện. Ngân quang chợt lẽ, mộc hạp biến mất, làm xong tất cả, Hàn Lập mới xoay người nhìn lại phía xa, hai mắt theo bản năng bắt đầu híp lại chương 1385, Mộc Linh, bỗng nhiên hàn lập sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Đúng là tên kia, tốc độ độn cùng thần niệm của đối phương rất cường đại, bị thần niệm tập trung là chạy không kịp rồi. Một hóa thanh phù đối phó với người này chỉ sợ cũng không có hiệu lực. Nhưng hơi thở so với ban đầu yêu đi không ít, tựa hồ trên thân cũng chịu trọng thương. Năm đó thanh nguyên tử lấy tu vi luyện hư cùng đại canh kiếm trận có để chiến đấu với hợp thể kỳ tu sĩ, ta ngay cả tu vi cũng không đủ, nhưng muốn đối phó với tu vi kinh khủng của đối phương, nếu là trước tiên bố trí tốt, hắn là có thể vây khốn đối phương. Huống hồ còn thủ đoạn xét đánh khác, thật cũng không phải không có lực liều mạng. Hàn lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng có chút hối hận đã tách khỏi hai người diệp ra sớm như vậy, nếu không cũng không gặp phải nguy cơ này. Bất quá hàn lập dù sao cũng không phải người thường, trong lòng suy đoán, lúc này không trần chờ quanh thân chợt lóe thanh quang, độn quang hướng phía dưới bắn nhanh mà đi. Sau vài cái chấp động, liên hiện ra trên một đỉnh núi nhỏ. hắn không nói hai lời, tay áo run lên, bỗng nhiên bảy hai thanh phi kiếm màu vàng bắn ra. Sau đó hắn bấm tay niệm thần chú thúc dục, huyễn hóa thành mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang, đều bắn ra bốn phía. Sau đó ẩn nấp biến mất. hắn bày ra đại nguyên kiếm trận ở chỗ này. theo sau Hàn lập mấp máy môi, một mảnh lớn quang hà phóng lên cao, quang hà tản ra, hóa thành một màn quang cháo mờ mờ màu xám bao vây chỗ này lại. đồng thời một tay áo hắn run lên năm bộ xương khô hiện ra, đồng thời há miệng. Phun ra năm loại cực hàn chi diễm, sau đó ở bên ngoài quang hà dung hợp thành một thể, biến thành một cỗ quang diễm năm màu cuồn cuộn không ngừng. Thân hình hàn lập ở bên trong, hai tay bấm nốt niệm chú, quang diễm ngưng tụ biến hóa thành một quang hoàn năm màu thô to, vây quanh bên ngoài chuyển động không ngừng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, hàn lập hai tay chắp sau lưng, thân sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trời xa, bất động. Chỉ một lát công phu sau, phía trời xa linh quang chợt lóe, một đoàn quang cầu màu bạc thẳng hướng nơi này phá không bay tới, sau vài cái chấp động, hiện ra ở không trung phía trên đỉnh núi Hàn Lập đứng. Hào quang chợt tắt, một bóng người màu xanh hiện ra, thắt lưng đeo một cái đai lưng màu bạc. Rõ ràng là ngân giai mộc linh xuất hiện trong rừng rậm lá đen. Hàn Lập đồng tử co rút lại, nháy mắt đem đối phương đánh giá cao hơn 10 lần. Nhìn bề ngoài, vị ngân giai mộc linh ở trong rừng rậm lá đen tựa hồ là độc nhất vô nhị, nhưng linh áp trên người so với ban đầu mất đi hơn nửa, thật sự là bộ dáng trên người trọng thương hàn lập thở dài một hơi trong lòng âm thầm buông lỏng nếu hắn ban đầu cảm ứng sai đối phương không bị chút thương tích nào vậy hắn sẽ quay đầu ở trốn mất dạng căn bản sẽ không ngừng lại nửa phần bất quá ngẫm lại vị ngân giai mộc linh này chịu trong thương cũng không phải việc kỳ quái diệp dĩnh kích hoạt chân linh huyết biến thân thành thiên phượng chi phách rất đáng sợ hắn chính mắt từng thấy qua thần thông hẳn là hơn vị cao giai mộc linh này lúc trước truy tung nhị nữ khẳng định là cùng hai người đại chiến một hồi, mới có thể rơi vào kết cục hiện tại. Nhưng lúc này thân hắn chịu trọng thương, còn theo dõi ở đây không buông tha, thật sự là việc ngoài dự đoán. Đối phương bỏ qua hai người diệp dĩnh mà chọn mình, hơn phân nửa là bởi vì nếm mùi đau khổ một lần, không dám đuổi theo hai người kia. Nhưng vì không cam tâm quay về tay không, Ben lấy mình thế chỗ, Hàn Lập trong nháy mắt đã suy đoán ra nguyên do đối phương truy tung mình. Một đôi mắt xanh biếc của ngân dai một linh đồng dạng đảo qua trên người Hàn Lập, nhưng lại không nói gì bỗng nhiên huy quyền xuất một kích từ xa một kích xé rách không gian thanh âm ca sát vang lên cơ hồ trong lúc nhất thời hàn lập chỉ cảm thấy một cỗ linh áp không nghe không nhìn được áp lên phòng ngự bên ngoài thân thể quang hoàn năm màu run lên lập tức màn hào quang cũng bị vặn vẹo biến hình thân hình hàn lập chấn động không tự chủ được rút lui mấy bước trên mặt hiện lên liên tiếp thanh quang mới miễn cưỡng đứng vững thân hình vẻ mặt hàn lập biến đổi đối phương xuất một kích kia ít nhất cũng phải ngàn cân lực dưới áp bức như vậy, đổi là một tu sĩ bình thường, chỉ sợ dù tu vi luyện hư kỳ, không kịp phòng ngự cũng bị trọng thương. Ngân giai mộc linh so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Di, bóng người xa xa phát ra một tiếng kinh ngạc, tựa hồ đối với việc Hàn Lập dễ dàng hóa giải một kích có chút ngạc nhiên. Tựa hồ ý thức được, Hàn Lập không phải loại tu sĩ không tiếp nổi một kích như mình tưởng, liền hư lạnh một tiếng, mặt không chút đổi sắc bay tới. Quanh thân ngân quang sáng chói, vì mộc linh này giống như ảo ảnh chập lóe, bay tới chỗ cách hàn lập 10 trượng, đồng thời một kiện mộc giáp xanh biếc quỷ dị hiện ra, mặt ngoài chợt lóe ngân mang, vô số mũi nhọn dài ngắn không giống nhau trồi lên. Làm cho mộc linh vốn có chút bình thường trở nên vô cùng dữ tợn. Đồng từ hàn lập co rút, hai cánh sau lưng vừa động. Ngay tại chỗ hóa thành một đạo ánh sáng xanh biến mất không thấy. Ngay sau đó hiện ra ở địa phương ngoài 10 trượng, hai tay hắn đã bấm đốt niệm chú, trong miệng lẩm bẩm. Mộc Linh không chút trần chờ, bước chân như gió, thân hình trọt lóe lại hướng Hàn Lập vào tới. Nhưng lập tức xoạt nhỏ một tiếng thân hình Mộc Linh vừa chợt hiện ở địa phương cách chỗ cũ hơn 10 trượng, trước mặt không chút báo trước hiện ra 7 tám cái tơ vàng, chợt lóe lướt qua. Mộc Linh cả kinh, không lưỡng lự, năm ngón tay chợt lóe thanh mang, đồng loạt bắn ra. Kết quả chỉ nghe phốc phốc vài tiếng trầm đục, thanh mang đánh lên tơ vàng, linh quang đan vào nhau, nhưng hai thứ lại rằng có không phân cao thấp. Mộc Linh thoáng qua chút ngạc nhiên, tay kia xòe ra, cũng thả ra năm đạo thanh mang nghĩ muốn đồng loạt công kích. Nhưng vào lúc này xung quanh kim quang lập loè, vô số tơ vàng liên tiếp hiện ra, lập tức đều chợt lóe. Quỷ dị hiện ra ngay bên cạnh Mộc Linh, đan chéo vào nhau, bộ dáng như muốn đem Mộc Linh tứ phân ngũ liệt. Tơ vàng này khí thế rất mạnh, Mộc Linh không biết rõ tình huống, tự nhiên không muốn mạo hiểm, thân hình uốn éo, phía sau 7-8 trường lại hiện ra một cái bóng xanh nữa. Tơ vàng ở chung quanh lướt qua, đã đem Mộc Linh chỗ cố cắt thành vô số mảnh nhưng lập tức tan dã biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này Mộc Linh mới hiện ra, không riêng chỗ hắn có tơ vàng, mà xung quanh bốn phương tám hướng đều hiện ra tơ vàng. Những phiến tơ vàng này hàn quang lành lạnh, đều hướng chỗ hắn chậm rãi xuống vào. Kiếm trận, Mộc Linh thốt ra một tiếng kinh ngạc, nhưng lập tức hai tay chắp lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngân quang trói mắt, chia ra, nhất thời nổ tung, vô số ngân mang hướng bốn hướng tám hướng bắn ra, vừa lúc đánh lên giày đặc kiếm ti ở xung quanh. Oanh long một tiếng nổ vang, tơ vàng cùng ngân mang đan vào nhau, bạo phát ra một giải ánh sáng hai màu kỳ lạ. Sau đó ngân mang không biết là do Mộc Linh thi triển thần thông gì, thế nhưng lại đem tơ vàng đánh nát đi sâu vào từng tấc một, giống như uy lực còn lớn hơn cả kiếm trận. Mộc Linh thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh bắn nhanh ra ngoài, muốn thừa cơ hội ra khỏi phạm vi kiếm trận. Không hổ là tồn tại ngân dai, Mộc Linh này vừa động, ngay sau đó đã hiện ra bên ngoài năm 60 trường mắt thấy chỉ cần động thêm lần nữa, liền ra khỏi phạm vị kiếm trận. Nhưng tại chỗ này, bỗng vang lên vài tiếng sấm, Hàn Lập toàn thân quấn quanh bởi thanh bạch hồ quang không một tiếng động hiện ra, không chút khách khí cánh tay vừa động phốc phốc hai tiếng, sau đó âm thanh xé gió vang lên, hai nắm tay trắng đen mơ hồ quỷ dị xuất hiện, Thành thế cực kỳ kinh người. Mộc Linh không kịp nghĩ nhiều, thân hình không ngừng lại, nhưng hai cánh tay vừa động, mười đạo lục mang chấp động, hóa thành vô số mũi nhọn đem nắm tay bao vây lại ầm ầm hai tiếng nổ truyền tới quyền ảnh va chạm với lục mang âm thanh đinh tai nhức óc vang lên hai đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời bay ngược ra ngoài lúc mục linh kinh sợ vạn phần một lần nữa ổn định thân hình còn muốn bay ra khỏi kiếm trận là lúc tơ vàng vốn biến mất lại hiện ra một lần nữa hướng chỗ này cuồn cuộn cắt tới rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thân hình nhoáng lên bay về vị trí cũ nhưng trong nháy mắt khuôn mặt đầy vẻ âm lệ vị ngân giai mục linh này tựa hồ cảm nhận được lúc trước mình không nên đuổi giết phi tu sĩ nhân tộc trước mắt quả nhiên đúng như cảm nhận thời gian sau mộc linh dù xuất ra nhiều loại thần thông nhưng mỗi lần sắp phá tan kiếm trận lại bị hàn lập dùng hai nắm tay bước lui về mà vừa bị bước lui tơ vàng vừa bị tán đi lại xuất hiện như ban đầu uy lực kiếm trận lại được hiện ra lấy thân thể mạnh mẽ cùng một thân pháp lực của hàn lập cho dù mộc linh tộc thân mình có mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào thoát khỏi hàn lập do đó không thể lao ra khỏi kiếm trận đương nhiên cũng là do Mộc Linh trên người đã mang trọng thương, tài trí chỉ còn một nửa so với lúc bình thường. Nếu không Mộc Linh này liều mạng tổn thương nguyên khí thi triển ra vài loại bí thuật, Hàn Lập dúng là không thể ngăn cản được chút nào. Bất quá hiện tại, đúng là Hàn Lập đang dùng uy lực của đại canh kiếm trận, vậy khốn vị cao giai Mộc Linh ở chỗ này. Lúc này bên trong kiếm trận, bốn phía hiện ra vô số tơ vàng, đã đan xen lẫn nhau. Mộc Linh ánh mắt chấp động, hiển nhiên phát hiện bản thân không ổn, nhưng bỗng nhiên lại đứng giữa kiếm trận bất động một chút, nhưng mộc giáp trên người, ngân mang lưu chuyển không ngừng, tất cả ngân mang bỗng phát ra thanh âm vù vù, bắt đầu trở nên run rẩy. Hàn lập cả kinh, toàn thân thanh quang trói mắt, không chút lưỡng lự thúc dục uy lực kiếm trận. Mà đúng lúc này, không gian kiếm trận mộc linh bỗng ngẩng đầu, trong miệng hú dài. Chiến giáp trên người chấn động, mũi nhọn trên mặt giáp hóa thành vô số mũi tên bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Ngân quang lấp lánh, dày dặc, giống như vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, cả tòa kiếm trận đâu đâu cũng là âm thanh phá không bắn đi, lập tức tiếng gầm rú không ngừng vang lên, hai màu vàng bạc bạo liệt cơ hồ bao phủ tất cả. Hàn lập thấy cảnh này, há miệng hấp một ngụm khí lạnh. Mà còn chưa có chấm dứt, Mộc Linh đang không ngừng bắn ra mũi nhọn, đột nhiên hình thể tăng vọt, bên ngoài thân thể trở nên xanh biếc ướt át, một hư ảnh cổ thụ hiện ra sau lưng Mộc Linh, cành lá dập dạp không ngừng chuyển động. Hướng bốn phía điên cuồng lan rộng ra, chương 1386, người, cây hợp nhất hư ảnh của giang văn cổ thụ cũng không biết là biến thành vật gì cành lá trải dài khi lục kiếm ti chém lên không ngờ lục mang lé lên nhưng lại không hề bị tổn thương mảy may đại canh kiếm trận nguyên bản cũng đã bị đám ngân thứ đánh sâu vào tựa như tan rã hôm nay lại bị hư ảnh đại thụ không ngừng biên cuồng quét qua kim ti rốt cuộc cũng không cách nào khép lại thành hình kiếm trận này không ngờ lại dễ dàng bị phá như vậy trong lòng hàn lập trầm xuống thế nhưng vẫn còn chờ chưa có thi triển thần thông khác cái tên Mộc thủy tự xưng là ngân giai mộc linh này, lại phát ra một hồi cười lạnh. Không tệ, kiếm trận của ngươi thật có chút cổ quái, thế nhưng ta đã thả ra bổn mạng linh thụ, người cây hợp nhất, cho dù ngươi có thiên đại bổn sự hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói xong lời này, Mộc thủy hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh lục quang, lóe lên rồi lập tức chui vào sau lưng hư ảnh cổ thụ, cùng nó hòa làm một thể. Khó có thể quên được một màn này, chỉ thấy hư ảnh cổ thụ tỏa ra một cỗ linh áp kinh người, linh quang lưu chuyển quanh thân, lập tức biến thành một cự nhân lục sắc thân cao 10 trượng. Cự nhân này chẳng những đỉnh đầu là tán cây, tứ chi, mặt mũi cũng là cây lá rậm gì, thoạt nhìn phảng phất như một cây cổ thụ hình người, mà trên thân thể đại thụ lại hiện lên một gương mặt cự đại, đúng là gương mặt của Mộc Thủy. Đây mới là tướng mạo vốn có của Mộc tộc chi nhân, Mộc Linh chi thể. Mà lúc này, ngân thứ trên không trung đã dừng phun, trong cả kiếm trận cũng chỉ còn lại đơn độc một mình cự nhân. Hàn Lập nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng động tác của tay lại không chút do dự, thúc giục pháp quyết, nguyên bản kim ti trong kiếm trận vây quanh cự nhân đã biến mất, lúc này đồng thời lại lóe lên rồi cuồn cuộn cắt tới. Lục cự nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, chẳng qua khóe miệng chỉ nhếch lên trào phúng cười nhìn Hàn Lập. Một hồi âm thanh bén nhọn phảng phất như là kim loại ma sát vang lên. Tiếp đó kim mang lục quang chớp động, tất cả kim ti bắn ngược trở lại, không ngờ lục cự nhân lại không hề bị tổn thương chút nào. Hắc hắc chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc hóa thần cấp cũng muốn làm tổn thương bổn mạng linh thụ chúng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Vận dụng một linh thân thể tuy không bằng trầm thủy thuộc đã trăm năm, nghìn năm, thế nhưng thân thể này cũng rất cứng rắn. Cho dù vị thông thiên linh bảo của nhân tộc các ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương mảy may ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn mà giao cái mạng nhỏ ra đi. Cự nhân cười lạnh một tiếng, xài một bước thật nhanh mà tới, không ngờ bốn trụ phù kiếm thi hắn lại coi như không, thoáng cái bước xa tới tận bảy tám chục trường mắt thấy một bước nữa là tới chỗ Hàn Lập, khóe miệng Hàn Lập co rúm lại, thế nhưng rất dứt khoát, thần niệm khẽ động, xuất hiện một vòng mũ sắc xoay quanh thân thể, vòng tròn này thoáng cái bay lên, rồi phát ra tiếng tiếng oanh minh rồi hiện lên ở eo cự nhân. Nguyên bản cự nhân đang hùng hổ lao tới, động tác lập tức đình trệ, phảng phất như tốc độ giảm đi 10 lần. Hàn Lập thấy vậy trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng xông tới dẫm lên con mắt của lục cự nhân. Xì xì một tiếng, một đầu ngân sắc hỏa điểu bỗng nhiên xuất hiện từ dưới mặt đất, sau đó xoay tròn rồi há cái miệng bay về phía cự nhân đang bị chế trụ, nó phun ra một viên ngân sắc quang đoàn, tiếp đó hai cánh mở rộng, ngân diễm bỗng nhiên tăng vọt bổ nhào tới. Ầm ầm, vài tiếng sấm vang lên, đoàn ngân sắc lôi vân hiện ra ở bàn chân cự nhân, tiếp đó từng đám ngân diễm bạo liệt ra, thoáng cái bao phủ lấy cự nhân. Thanh thế cực kỳ to lớn kinh người, Hàn Lập ở phía xa liền quay một vòng, trên người lập tức bay ra một kiện trường bào hai màu kim ngân, lập tức lóe lên trên đầu cự nhân kiện trường bào này dưới sự thúc giục pháp quyết của Hàn Lập lập tức toát ra quang mang chói mắt, từ từ mở ra, đồng thời thoáng cái điên cuồng bung rộng ra mấy lần. một tiếng sét đánh kinh thiên động địa vang lên, sau đó kim ngân hai màu hồ quang giống như biến thành nắm tay lôi cầu ầm ầm giáng xuống phía dưới, trên dưới giáp công hướng tới vị trí của lục cự nhân. tiếng sấm cùng điện hồ hai màu kim ngân chấp động không ngừng bạo liệt ra, mà từng đoàn ngân diễm hình thành hỏa hoa liên tiếp hiển hiện. Hàn Lập cũng không có dấu hiệu gì muốn bỏ chạy hắn hét lớn một tiếng, cả tòa đại canh kiếm trận triệt để tiêu tán. Mà bốn phương tám hướng hiện ra từng đạo kim sắc kiếm quang dày đặc. Hàn lập không chút do so dự hai tay bấm niệm pháp quyết. Tất cả kiếm quang đồng thời bay ra vù vù, sau đó rung lên xả kích mà đến, đều chui vào bên trong ngân diễm lôi điện, thanh âm nổ mạnh vang lên, đồng thời tiếng xé gió cũng dày đặc vang lên. Lúc này thân hình hàn lập nhoáng một cái đã bắn ngược ra hơn 10 trượng, sau đó thân hình mới phiêu động dừng lại hắn có thể khẳng định dù là một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ đại thành dưới một kích của lôi bào lôi châu vệ linh thiên hỏa cùng một màn phi kiếm dày đặc hợp lực cũng tuyệt đối không cách nào cứng rắn chịu đựng về phần hợp thể tu sĩ cũng chỉ có trời mới biết chỉ sau mấy hơi thở lôi vân điện quang rốt cục cũng thu lại hoặc là tán loạn thân hình cự nhân một lần nữa lộ ra phảng phất như vẫn đứng nguyên một chỗ không hề động đậy giờ phút này đã nhìn rõ tình hình của cự nhân trong lòng hàn lập đột nhiên trầm xuống thân thể cự nhân óng ánh lập lòe giống như được điêu khắc từ phỉ thúy, càng khó có thể quên chính là thân thể bên ngoài của lục cự nhân bóng tới mức dị thường hoàn hảo. Ngay cả một vết xước cũng không có, công kích kinh người như thế vậy mà cũng vô pháp làm tổn thương nó mảy may. Mà hai đại thủ của cự nhân chẳng biết lúc nào đã bắt được cái vòng lớn bên hông. Mười ngón dùng lực, rốt một tiếng giòn tan, ngũ sắc quang hoàn đã bị bóp vỡ. Thoáng cái thoát khỏi trói buộc, cự nhân cười to một tiếng, nâng một tay lên, sau đó dùng sức đập mạnh một vòng lục sắc linh quang dập dờn trôi nổi, ngân diễm đang thiêu đốt ở phía dưới lập tức giống như bị thu vào trong đó, lục quang dao động, ngân diễm một lần nữa ngưng tụ xuất hiện, nhưng mà dường như lại tự nguyện bị giam cầm trong lục linh quang thần bí này. Cái này tựa hồ như có thể thôn về các loại linh lực của vệ linh thiên hỏa, không ngờ nó lại không có biện pháp đối phó với đám lục quang này. Còn trên không chung, 72 thanh kim sắc tiểu kiếm của thanh trúc phong vân kiếm đã trở lại như cũ, lục sắc cự nhân căn bản không thèm để ý chút nào, tất cả phi kiếm chém lên trên người hắn đều bị lục quang làm cho bắn ngược trở lại. Trong đó có hơn 10 lưỡi phi kiếm liên tiếp chảm kích lên, sau đó hào quang thậm chí còn giảm mạnh, phát ra thanh âm ô ô liên tục gào thét. Chính là sau khi tự bạo tại huyết tinh ma hạ kiếm, linh tính của những phi kiếm kia bị đánh tan không ít. Những phi kiếm này nguyên vốn đã tổn thương từ trước, chẳng qua là bị hàn lập miếng cưỡng thúc dục tạo ra kiếm trận. Hôm nay lại bị mục linh biến thành cự nhân quỷ dị dùng thân hình chấn ngược lại chi nên lúc này chống đỡ không nổi sắc mặt hàn lập đại biến lập tức dùng một tay vẫy lên tất cả phi kiếm lập tức vù vù bay về trên đường bay lại chúng cũng thu nhỏ lại mấy lần đều chui vào tay áo rộng thùng thình của hắn hiện tại ta đã hòa cùng thân thể cho dù tu vi có cao hơn ta bao nhiêu lần lúc này cũng chẳng làm gì được ta còn có thủ đoạn gì người cứ việc thi triển ra chỉ cần có thể làm ta bị thương một chút ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng thế nào cự nhân khoanh tay trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu đinh tai nhức óc, khuôn mặt lộ vẻ ngạo nghế. Sau khi vị ngân giai mộc linh này biến thân thành cự nhân, trên mặt không còn đờ đẫn như trước nữa, chứng tỏ môn thần thông này cực kỳ nghịch thiên, tất cả công kích của Hàn Lập đều không có bất cứ hiệu quả gì. Nén mặt của Hàn Lập lúc này cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lúc này mới biết bản thân vẫn còn đánh giá thấp sự tranh lệch giữa ngân giai mộc linh cùng luyện hư tu sĩ. Tu luyện phạm thánh chân trù môn cùng bách mạch luyện bảo quyết, hắn tự nhiên biết thần thông của mình không thể dùng tu vi cảnh giới đơn giản để đánh giá, vốn dĩ lúc trước đối với bản thân còn rất tự tin, lúc này trong lòng lại còn không được mấy phần nắm chắc. Hóa thần kỳ tu sĩ khẳng định không phải là đối thủ của hắn, mà luyện hư cấp tu sĩ tại thiên uyên thành hắn lại chưa có cơ hội đối đầu. Mà suốt đoạn đường tới đây, Hàn Lập được chứng kiến cuộc chiến giữa luyện hư cấp diệp sở cùng tu sĩ lũng ra, hắn đã nhận ra toàn bộ thần thông mà mình muốn hướng tới, phảng phất cũng không yếu hơn bọn hắn thậm chí nếu như trùng hợp gặp được công pháp bị bản thân khắc chế, hắn muốn chuyển bại thành thắng cũng có khả năng. Sớm biết như thế, ngay từ đầu gặp xích ảnh của ảnh tộc hắn cũng không cần vận dụng phệ kim trùng, tựa hồ cũng có thể mạnh mẽ đại chiến một hồi. Lúc này đây gặp phải đại địch như thế, hắn cũng biết không cách nào thoát khỏi thần niệm của ngân giai mộc linh. Vậy còn không bằng chiếm tiên cơ trước, sử dụng đại canh kiếm trận chuẩn bị liều mạng một trận. Nếu đầu hắn có tật, vậy mới trực tiếp đi đối đầu với một đối thủ có cảnh giới tranh lệch với bản thân như vậy. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ, vị ngân giai mộc linh này thân chịu trọng thương như vậy thế nhưng vẫn còn lợi hại hơn xa so với hắn suy đoán. Sau khi thi triển ra đại thần thông, không ngờ sử dụng bất kỳ bí thuật, bảo vật cũng không làm tổn thương được hắn. Lực lượng độn cũng tăng lên đến mức đáng sợ, loại thần thông này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Trước mắt cũng chỉ có một loại phương pháp có thể thử một lần. Nếu như đồng dạng không có hiệu quả, hắn cũng chỉ có vận dụng huyết ảnh đồn để tạm thời trốn đi mà thôi xem xem có thể tìm được sinh cơ hay không dù sao hắn tuyệt sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu chết các loại ý niệm trong đầu hàn lập mạnh mẽ xoay chuyển dị sắc trên gương mặt dần dần biến mất ánh mắt lại lần nữa xuất hiện vẻ âm lệ hắn cũng không nhiều lời phòng lồi xí sau lưng đột nhiên rung lên liên tiếp chấp động mấy cái điện hồ lập tức quấn quanh hai cánh xanh trắng tiếp đó nắm tay lôi cầu thanh bạch xuất hiện dày đặc những thứ lôi thủ điện quang này nhảy lên liên tiếp nổ mạnh phát ra những tiếng lốp bốp. Mà đúng lúc này Hàn Lập cũng ngưng trọng dùng hai tay bấm niệm pháp quyết. Thanh quang hai bên lóe lên, đột nhiên hiện ra bốn đạo thanh ảnh độc nhất vô nhị, sau lưng cũng mọc lên hai cánh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, có điểm ý tứ, lục sắc cự nhân thấy vậy lại hắc hắc cười, trên mặt lộ vẻ kinh thường không thèm để ý. Năm đạo thanh ảnh này sắc mặt trầm xuống, thân hình nhoáng một cái đã hóa thành năm đạo bạch ti kích xạ ra, nháy mắt đã biến mất không thấy. Mộc Linh biến thành cự nhân cười lớn một tiếng, một cái đại thủ bỗng nhiên vỗ tới phương hướng cách hắn mấy trượng. Ầm ầm một tiếng, không gian phụ cận lập tức phảng phất như bị bạo liệt vặn vẹo biến hình. Rồi lập tức hiện ra hơn 10 đạo bạch quang dài nhỏ gào thét nứt ra. Mấy đạo thanh ảnh lóe lên, từ bên trong loạn choạng ngã nhòi rồi hiện ra, bàn tay cự đại chỉ khẽ phất rồi vỗ ra một cái, mấy đạo thanh ảnh này nhất nhất bị diệt phong rồi biến mất vào hư không. Chương 1387, thoát thân hiển nhiên những thứ này là do Hàn Lập thi triển thần thông biến ảo thành hư ảnh mà thôi. Cùng thời gian, hắc quang chợt lóe lên trên đỉnh đầu cự nhân, một đạo thanh ảnh khác từ trong hư không chợt hiện, im lìm đáng xuống phía dưới. Thế nhưng Mộc Linh biến thành cự nhân dường như đã sớm dự liệu được, cái đầu bóng dưng nhoài về phía trước, trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc. Cột sáng này to như bắp đùi, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, kết quả, đạo thanh ảnh kia căn bản không kịp trốn tránh đã bị một kích đón đầu lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thanh ảnh loạn trọng một cái liền bị một kích này đánh bay. Trên mặt cự nhân lộ ra một tia cười lạnh, nhưng vào lúc này, ở một nơi gần ngay gang tắt sau lưng hắn, tử quang đột nhiên phóng đại, lại là một đạo nhân ảnh quỷ dị không thể tưởng tượng nổi hiện ra, tay áo phất lên, mấy trăm kim sắc quang điểm lập tức kích xạ ra. Bóng xanh thình lình xuất hiện chính là Hàn Lập, khoảng cách gần như vậy cho dù cự nhân đã biết sự tồn tại của thanh ảnh thế nhưng cũng không kịp ngăn. Không hề dừng lại mảy may, chỉ nghe thấy âm thanh như mưa rào rơi phốc phốc, đám quang điểm kia đều tập trung đánh tới phía sau lưng cự nhân. Cự nhân kinh sợ quay lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cái đại thủ lục sắc quỷ dị xuất hiện ngay đỉnh đầu Hàn Lập, hùng hổ chụp lấy. Hàn Lập cũng không hề sợ hãi, hai cánh sau lưng mở ra, muốn phá không mà bay đi. Thế nhưng cự nhân lại hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay trên đại thủ bỗng nhiên búng, phù một tiếng, lập tức hai cái móng tay được bắn ra, tiếp đó biến mất không thấy. Thời khắc này hai đạo lục mang với tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuyên thủng qua hai cánh sau lưng Hàn Lập, sau đó vang lên một tiếng lôi minh. Hàn Lập quá kinh hãi, vừa định dùng mình bỏ chạy tới một hướng khác, thế nhưng đã muộn. Trên không trung, linh quang quanh đại thủ phóng đại, hắn chỉ cảm thấy không khí bốn phía đang siết chặt, biến thành tinh cương. Với một thân sức lực như hắn cũng không khỏi đình trệ, miễn cưỡng mới dẫy ra được. Thế nhưng đã chậm, lục sắc đại thủ chặn ngang đường bay của hắn, gắt gao tóm lấy khí lực của lục sắc cự nhân quả là mạnh mẽ, trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm, trong mắt lại lộ vẻ bạo ngược. Năm ngón tay dùng lực, lục quang trên đại thủ nhấp nháy, nó muốn đem Hàn Lập còn đang sống sờ sờ biến thành bánh thịt. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, trong miệng bỗng nhiên lầm bầm, quang hoa trên người không ngừng lưu truyền. Năm ngón tay bỗng lẻ sáng, cả người phảng phất như là một tờ giấy bị đốt, động vào liền bị tan ra, hóa thành điểm điểm linh quang. Đám linh quang này lại ngưng tụ tại một nơi không trung phụ cận, lại hóa thành ấn tín màu xanh, đột nhiên bắn về phía xa. Thân sắc của cự nhân ngưng trọng, lộ vẻ bất ngờ. Tại chỗ cách đó hơn 10 trượng, không gian bị ba động, Hàn Lập từ trong hư không như thiểm điện hiện ra sắc mặt hơi có phần trắng bệch, thế nhưng một chiêu này lại có thể thoát khỏi bàn tay lục quang. Tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông vừa rồi, không ngờ hắn thi triển ra hóa linh phù thế kiếp thần thông, trong nháy mắt đem chính thân mình dung hợp vào linh phù, chân thân thoáng cái thoát ra. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, thần thông hóa linh phù này tự nhiên cũng thuần thục hơn trước rất nhiều đúng lúc này cự nhân lăng không đứng trên bầu trời phun ra một cột sáng đánh trúng bóng người kia bóng người này đột nhiên khẽ động một thân chật vật đã rơi xuống gần cạnh hàn lập quần áo trên người hắn tả tơi sắc mặt dị thường san xám thế nhưng hắn vẫn quay đầu về hướng cự nhân bên kia quỷ dị cười rõ ràng là một tên hàn lập khác cự nhân hít mắt lại không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi thế nhưng sau khi hàn lập xuất hiện điều quang lóe lên hình thể điều quang này đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đầu điều hắc phát, thì ra là một con khỉ cao nửa xích. Đúng là đề hồn thú, kết, công kích thần không biết quỷ không hay vừa rồi của Hàn Lập là do hắn đã thả ra con thú này, cũng biến ảo thành chính bộ dạng của mình, cùng nhau tấn công. Ngân dai Mộc Linh nhất thời không kịp ứng phó, không ngờ thật sự bị phân tâm. Mà Hàn Lập dưới sự hiểm hộ của đề hồn thú, vận dụng thiên ý hóa thành thanh phủ yên lặng trốn đi. Nếu không lấy chuyện thần niệm của lấy đối phương quá cường đại, hàn lập cũng không có cơ hội tiến lại gần thân thể cự nhân như thế lục sắc cự nhân ẩn ẩn cảm giác được có điểm không đúng lại nhớ lại cảnh vừa rồi trong tay áo hàn lập bắn ra kim sắc quang điểm kia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống sau đó tự đánh lên lưng một chảo sau khi người cây hợp nhất tuy để mục linh thân hình trở nên mạnh mẽ thế nhưng cảm ứng lại chậm chạp hơn rất nhiều căn bản nó không tin tưởng đối phương thực sự có thủ đoạn gì có thể đối phó được với mình kết quả sau khi tung ra một chảo hắn xòe tay nhìn lại bỗng trên tay xuất hiện vài con kim sắc bỏ cánh cứng lớn nhỏ hơn tất, vẫn còn nhúc nhích đang không ngừng bò trên tay nó. Quả nhiên, đây mà là chiêu thức tấn công sao? Hừ, lục sắc cự nhân ngẩn người, tiếp đó nắm chặt tay lại, khi xòe tay ra. Mấy con kim trùng kia vẫn bình yên vô sự, sắc mặt nó bỗng đại biến. Hàn lập ở phía xa thấy vậy, khóe miệng hiện lên vẻ tàn khốc, thần niệm bắt đầu thúc giục chú ngữ gì đó. Qua một lát, lập tức kim quang đại phóng sau lưng cự nhân, từng con đại giáp trùng nửa thước lớn nhỏ quỷ dị bò lổm ngổm thoáng cái bò đầy thân thể cự nhân đồng thời điên cuồng cắn nuốt thời khắc này sắc mặt hàn lập không chút biểu tình trái tim lại nhảy lên phệ kim trùng được tính là loài vật không có gì không thể thôn phệ thế nhưng trong biển tịch tại nhân giới có ghi lại loại linh trùng này lại bị các loại bảo vật mộc ngọc khắc chế mà vị mộc linh tộc nhân trước mắt này lại thi triển ra thần thông người cây hợp nhất cổ quái dị thường thân thể đối phương tuy là giống đại thụ Thế nhưng thật ra không còn thuộc về bảo vật thuộc loại mộc nữa. Đột nhiên, cự nhân truyền tới từng tiếng hét thảm dị thường thống khổ, hai đại thủ liều mạng đập đập về phía sau lưng. Sau lưng hắn có rất nhiều kim sắc bỏ cánh cứng, từng ngụm từng ngụm không ngừng thôn phệ, nguyên bản thân thể óng ánh nhìn như không thể phá vỡ, lúc này đối với cái miệng của đám trùng không hề tốn chút khí lực nào bị xé rách. Mấy trăm con cự trùng đồng thời cắn gặp, lục sắc cự nhân mặc dù phản ứng chậm chạp thế nhưng cũng cảm nhận được kịch liệt đau nhức như tê tâm liệt phế. Hàn lập mừng rỡ, tay áo rung lên thu hồi lấy để hồn thú, sau đó thanh quang quanh thân tụ lại, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng thanh sắc cầu vồng phá không mà đi. Mặc dù phệ kim trùng có thể đối phó được, thế nhưng vị chủ nhân của linh trùng này cũng nhịn không được mà sợ đối phương sẽ liều mạng tung ra một kích. Tự nhiên hắn muốn độn ra phía xa cho chắc chắn, phệ kim trùng, là phệ kim trùng thành thục, người còn có loại yêu trùng này a? À? Xa xa truyền đến tiếng thét của cự nhân, hắn sợ hãi gầm rú, tựa hồ như gặp phải bóng đen đáng sợ nhất trong giấc mơ của mình vậy. Tiếp đó không ngừng vang lên tiếng bạo liệt, từng đạo lục quang trong nháy mắt tỏa ra bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Hàn lập cũng không hề quay đầu lại, một đường chạy như điên, trong nháy mắt đã chạy tới nơi cuối cùng của chân trời, sau vài cái độn quang lóe lên, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, nơi vừa rồi là bãi chiến trường, xuất hiện một quang cầu cự đại bay vụt lên trên không trung, lục quang có vẻ ẩn ẩn như không còn đầy đủ là một đại nhân ảnh nữa phía sau có một đàn kim trùng bám sát không bỏ, hai đạo quang hoa một trước một sau, bay đi, không ngờ cũng đồng dạng chạy chối chết về một hướng, lại vừa vặn là hướng đối diện với Hàn Lập. Thế nhưng không được bao lâu, kim sắc trùng như đám mây vù vù bay trở về, chẳng những hình thể đã thu nhỏ còn hơn một tấc, mà bầy trùng này lại bay loạn lên, bộ dáng trông rất tàn mạn. Cũng may đám phệ kim trùng này nhanh chóng độn đi, giống như thiểm điện gào thét mà tới. Dưới một đám loạn thạch ngoài ngàn dặm, Hàn Lập sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, hắn đang liều mạng thúc giục bầy trùng bay qua đây. Hiện tại thần niệm của hắn tiêu hao quá lớn, lúc này không phải là chuyện đùa. Khi Hàn Lập trông thấy bầy trùng từ trên không trung rơi xuống, rốt cục không cách nào kiên trì được nữa, thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất, đồng thời hai tay ôm đầu phát ra từng trận tiếng rên rỉ, thanh âm có vẻ dị thường đau đớn, phảng phất như có cảm giác sống không bằng chết vậy. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới miễn cưỡng ngừng rên rỉ, một lần nữa cố gắng ngồi dậy. Lần này hắn đem bầy trùng ra sử dụng quả thực rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã hút khô tất cả thần niệm của hắn. thế nhưng cho dù là như vậy, thần thức của hắn cũng không hề bị tổn thương chút nào. xem ra vì an toàn, sau này tuyệt không nên đem đám linh trùng này sử dụng khi địch nhân ở quá xa. thế nhưng cũng phải nói lại, nếu không đem đám phệ kim trùng này ra sử dụng truy đuổi đám cao dai mộc linh, chỉ sợ đối phương lập tức phát hiện có điểm không ổn trong đó, sẽ không dễ dàng dừng tay. thế nhưng hôm nay, Mộc linh này bị phệ kim trùng thôn phệ như vậy, sức lực cũng giảm nhiều, hơn nữa còn có chỗ bị trọng thương trước kia, đối phương cho dù gan có lớn hơn nữa, cũng không dám còn có chủ ý nữa. Hàn lập vuốt ve cái túi đựng phệ kim trùng, sau đó nuốt một viên linh thú hoàn, hắn thở dài một hơi yên lặng suy nghĩ. Tại một khu rừng rậm cách đó mấy vạn dặm, một thủy biến thành lục sắc cự nhân đồng thời cũng ngồi tại một gốc cây, gần nửa thân hình của hắn không ngờ đã bị ăn mòn mất, thế nhưng giờ phút này cây cối vùng phụ cận lại không ngừng bay ra vô số lục sắc quang điểm đổ vào thân thể hắn những bộ phận bị thương thiếu khuyết của cự nhân lại nhanh chóng khép lại tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được qua thời gian uống cạn ly trà quang điểm từ đám cây cối phụ cận cũng tản ra thân thể cự nhân tựa như khôi phục hoàn toàn giống như lúc ban đầu chẳng qua là ánh mắt lại có vẻ ảm đạm hơn trước hai tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên từ trong thân thể cự nhân phun ra một đạo hư ảnh thoáng một cái ngưng tụ thành một thân ảnh lục phu mộc linh sắc mặt tái nhợt. Mà linh quang quanh người cự nhân lé lên, một lần nữa hóa thành một gốc cổ thụ rồi từ từ biến mất. Mộc linh này vừa mới thay đổi hình thái, ánh mắt liền lóe lên nhìn về hướng Hàn Lập chạy trốn. Người này còn có cả phệ kim trùng, nhưng cũng chỉ có có mấy trăm con, thế nhưng quả thực rất khó giải quyết. Nếu như lúc mình còn đủ sức lực, có thể mạo hiểm giết chết đối phương, khiến bầy trùng mất đi người chỉ huy. Thế nhưng hiện bản thân mình lại bị hai lần trọng thương bổn mạng linh thụ bị hao tổn đến mức này bây giờ mà gặp bầy trùng mà nói chỉ sợ chết không toàn thây xem ra cũng chỉ đàng ngừng tay để đối phương rời đi mà thôi sắc mặt của một thụy âm trầm bất định suy nghĩ một hồi lâu sau đó lắc đầu đưa ra quyết định bỗng nhiên hắn hóa thành một đoàn ngân quang bay vọt lên hướng tới hắc diệp xâm lâm không được bao lâu tại một chỗ khác hàn lập cũng khôi phục lại vài phần thần nghiệp sau đó cũng không dám ở nguyên một chỗ cố nén cảm giác đau đớn trong đầu đồng dạng cũng hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không rời đi. Nhìn phương hướng mà hắn rời đi, chính là nhất tuyến thiên. Hai tháng sau, Hàn Lập dùng độn quang hiện ra tại một cao nguyên hoang vu. Tùy tiện tìm một tiểu sơn địa vắng vẻ, hoàng quang lóe lên, thân thể hắn đã trốn vào trong đó. Tại nơi sơn thổ này, hắn đơn giản tạo ra một cái mật thất lớn hơn 10 trượng. sau khi thu thập một chút, hắn ăn vào một vài viên vài đan dược, sau đó lập tức khoanh chân nhắm mắt, tĩnh dưỡng. Hơn một tháng sau, Hàn Lập một lần nữa mở mắt, thần quang trong mắt một lần nữa tràn đầy linh động, tinh khí thần sắc đều đã khôi phục như thường. Chương 1388, luyện lại phong lôi xí. Hàn Lập cũng không lập tức đứng dậy, mà ngồi trầm ngâm trong mật thất. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tay áo hắn mới rung lên, một vòng tròn màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Đúng là chữ vật trạc của tiểu hồng của Hắc Phong tộc. Ngày đó hắn đem nàng trấn áp tại Nguyên Từ Sơn, tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, thế nhưng lại không khách khí thu lấy chữ vật trạc của nàng ta cũng không tính là hắn hạ thủ lưu tình coi như là đổi vật lấy mạng thân nàng ta là yêu tu hắc phượng tộc cho nên hàn lập đối với đồ vật trong chữ vật trạc này rất có hứng thú thần niệm hướng vào bên trong đảo qua không lâu sắc mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng bên trong quả nhiên có không ít vật phẩm quý hiếm không cần phải nói hơn nửa không gian chữ vật trạc kia đều là tài liệu yêu thú phần lớn trong số đó cũng khó có thể tìm thấy trong phường thị với thân phận là một trong những bảy đại yêu tộc, đi thu thập những tài liệu này tự nhiên là dễ dàng hơn gấp mấy lần so với nhân tộc. Tiếp theo một góc trong chữ vật chạc lẳng lặng nằm bảy tám khối cực phẩm linh thạch vụn, đủ các loại màu đang phát quang, quả là một chuyện kinh nghỉ lớn ngoài ý muốn. Mặc dù nói tại linh giới cực phẩm linh thạch cũng không phải là quý hiếm như nhân giới, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, thế nhưng cũng tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Linh thạch đỉnh giai bực này, mỗi cao giai tu sĩ đều lo ít mà quyết sẽ không lo mình có nhiều đặc biệt trong đó còn có một khỏa tinh thạch phát ra quang mang màu trắng sữa. Rõ ràng là loại tinh thạch hiếm thấy thuộc tính linh thạch phượng. Điều này càng khiến Hàn Lập vui mừng phát điên, từ khi tiến vào trong thiên nguyên thành, hắn vẫn luôn muốn có được một khỏa linh thạch phong thuộc tính, thế nhưng mãi không có kết quả. Ngoại trừ những vật này ra, trong chữ vật chạc còn có rất nhiều pháp khí cùng cổ bảo, Hàn Lập lại không có xem qua. Những vật này luận uy lực căn bản không thể so với nguyên từ thần sơn, hư thiên đỉnh của hắn được chỉ sợ ngay cả tiểu hồng cũng không thích những thứ này nếu không tại cuộc chiến lúc trước đã sớm lấy ra đối phó với địch nhân rồi ngoại trừ những thứ đó ra trong chữ vật chả còn có một ít bình lọ linh dược linh đan khiến hàn lập có chút tò mò hắn đều lấy từng thứ ra phân loại một phen trong đó hơn phân nửa đều là thuốc chữa thương một số ít là các loại đan dược làm cô động tu vi một ít là tài liệu luyện đan hiếm thấy một viên chi long quả thình lình hiện ra trong một cái hộp gỗ hàn lập tự nhiên không chút khách khí đem cái hộp này cất kỹ đột nhiên trong tay hàn lập xuất hiện một cái ngân bình cổ quái có minh ấn hỏa phượng màu đen trên mặt còn dán một cấm chế phù triện vàng rực trông có vẻ như rất thần thận hàn lập thấy vậy tự nhiên là tinh thần hơi bị chấn động hắn gỡ bỏ phù triện rồi mở nắp bình ra phốc phốc vài tiếng hàn lập còn chưa nhìn rõ trong bình là thứ gì đã có ba đoàn đan hoàn màu đen to bằng ngón tay cái bắn ra sau khi xoay tròn thoáng cái nó liền biến thành ba con hỏa phượng màu đen. Đều dùng phi độn phi tới ba hướng khác nhau. a à, trong miệng hàn lập thốt ra một tiếng kinh ngạc, nhưng mà cũng kịp lấy lại phản ứng, lập tức một mảnh hào quang mờ mờ bay ra. Thoáng cái đem ba con phượng này gom vào trong đó. Ba con hắc phượng lập tức quay tròn vài vòng trong quần trăng mờ, hào quang một lần nữa lóe lên sau đó trở lại như cũ là ba khỏa đan hoàn đen nhánh. Hào quang bây giờ lại biến thành màu xám, cuộn tròn mà quay về, ba khỏa đan dược thành thành thật thật hiện tại trong lòng bàn tay hàn lập. Hắn duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy một khỏa đan dược vào bên trong, dùng con mắt tinh tế bắt đầu đánh giá. Viên đan dược này không ngờ có thể hóa hình mà bay, tuyệt đối là không phải là vật bình thường. Thân sắc hàn lập thoáng cái trở nên ngưng trọng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng lại các loại linh đan trong truyền thuyết mà mình biết được. Nhìn xem có loại nào giống như loại đan dược trước mắt hay không. Hắc viêm đan, với hình dạng của ba khỏa đan dược này, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, sau đó dường như lập tức nhận ra, tiếp đó trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Trong thiên hạ cũng chỉ có yêu tộc mới có thể dùng bổn mạng chi hỏa luyện chế ra hắc viêm đan. Nếu không cho dù là bậc tông sư luyện đan cũng vô pháp luyện thành loại linh đan này. Khi luyện loại đan này, cần thu nạp bổn mạng chi hỏa của hắc phượng, trong đó có chút thần bí gì đó, cho nên cho dù là hắc phượng nhất tộc cũng không phải là có số lượng linh đan không hạn chế. Trên cơ bản phải cần hắc phượng trên cấp hóa thần tu luyện được bổn mạng chi hỏa, sau đó ngàn năm mới có thể luyện chế ra một quả hắc viêm đan. Với hắc phượng nhất tộc, cao gia yêu tu lại rất thưa thớt, cho nên hắc viêm đan quý hiếm thế nào cũng có thể nghĩ được. Mà viên đan dược này sở dĩ có danh tiếng tại nhân yêu hai tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất là đan dược này chính là một trong những loại đan dược phụ trợ tốt nhất có tác dụng giúp tu sĩ hóa thần đại thành trùng kích luyện hư bình cảnh. Ba khỏa hắc viêm đan trước mắt này khi mà phục dụng vào, tối thiểu có thể có hai thành đột phá thành công luyện hư bình cảnh. Vì vậy, hàn lập như thế nào lại không vui mừng cho được lại cẩn thận kiểm nghiệm qua ba quả đan dược này lần nữa xác định quả thật là hắc viêm đan không thể nghi ngờ sau đó hàn lập cưỡng chế hưng phấn trong lòng đem đan dược bỏ lại vào trong ngân bình một lần nữa dùng phủ triện cấm chế dán lại rồi cẩn thận thu lấy đột phá đến luyện hư chính yếu nhất đó là hợp nhất linh lực ngũ hành trong cơ thể điểm này thân hắn đã có nguyên từ thần quang sau này cũng không cần lo lắng gì mà có thêm ba quả hắc viêm đan này lại tìm kiếm một ít linh dược cùng bí thuật khác phá tan luyện bình cảnh có lẽ đột phá đến luyện hư cảnh giới cũng nắm chắc thêm mấy phần thế nhưng trước mắt hắn có rất nhiều chuyện phải làm một trong số đó chính là đem tu vi của chính mình tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới dựa vào đại lượng đan dược hắn có thể đột phá hóa thần trung kỳ đỉnh phong bình cảnh chẳng qua là cũng chỉ là chuyên sớm muộn mà thôi phiên toái của bước này là gì tu sĩ hóa thần hậu kỳ khi sử dụng đan dược hiệu dụng rất nhỏ chỉ có khi dùng đan dược cực tốt mới có thể tiếp tục đột phá tu vi tăng mạnh. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ khi sử dụng đan dược tự nhiên cũng không có hiệu quả mấy, nghe đồn trong đó có một loại có tác dụng lớn nhất, chính là dịch thể từ con cóc. Mà lúc này đây hắn mạo hiểm tiếp được nhiệm vụ mộc tộc, hiện tại chuyện này trái lại có quan hệ rất lớn với linh dạ đại. Hàn lập suy nghĩ, trong đầu lập tức hiển hiện ra chuyện không lâu trước đó khi rời thiên uyên thành, vào một buổi sáng bỗng nhiên trước cửa xuất hiện đám khách nhân thần bí kia, hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Nếu thật thuận lợi như những người kia nói, hắn có thể tìm được không ít dịch cóc. Tuy nhiên vật ấy không thể dùng quá nhiều, không giống như các loại đan dược không có hạn chế phục dụng, thế nhưng điều này cũng đủ khiến hắn tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, lại một lần nữa nghĩ tới lời hứa của những người kia. Hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì, sau đó mới thở dài một hơi đem việc này vứt khỏi đầu, một tay hướng tới chữ vật chạc phất một cái, đem việc này bỏ qua một bên, quan trọng nhất là kiểm tra đồ thu được trong tay đã một cây ngũ sắc vũ linh trói mắt hiện ra, đúng là cây thiên phượng chi linh thu được từ trong tay Diệp, dĩnh nhị nữ. Một tay hàn lập nhoáng một cái nhẹ nhàng nắm lấy, lập tức mảng lớn ngũ sắc hào quang chấp động, cơ hồ bao phủ trọn lấy căn mật thất. Vẻ mặt của hàn lập khẽ động, không hổ là linh vũ của bổn mạng chân linh cấp thiên phượng. Chỉ với khí tức phát tán ra của vật này cũng hơn hẳn tai bằng chi vũ mà năm đó hắn tìm được ở nhân giới. Hàn lập nhìn nhìn, sau đó hai tay vuốt nhẹ linh vũ, ánh mắt phụt sáng cảm thấy bất an, đột nhiên hắn há miệng phun ra một đạo điện hồ xanh trắng một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên sau đó điện hồ ngưng tụ biến ảo hóa thành một đôi thanh bạch sắc vỗ xí dài vài tấc đan thủ của hàn lập khẽ vẫy phong lôi xí nho nhỏ này liền hạ xuống bàn thay hắn ánh mắt quét qua phía trên hắn không khỏi nhíu mày trên vỗ xí này bỗng xuất hiện hai cái lỗ thủng nhỏ dường như đã bị tổn hại một chút đúng là ngày đó mộc linh biến thành cự nhân dùng hai đoạn móng tay xuyên thủng qua cho nên bây giờ mới bị tổn hại vẻ mặt Hàn Lập lập tức buông lỏng dường như không quan tâm tới chuyện này. Hắn đã có ý định luyện chế lại một lần phong lôi xí, cho nên điểm tổn hại này cũng chỉ là thuận tay đơn giản luyện lại mà thôi. Dựa theo phân thân thiên lan thánh thú đã nói, sở dĩ phong lôi xí lúc trước dung nhập tai bằng chi vũ, sau đó vẫn chưa biến thành linh bảo. Là vì không cách nào kích, phát tai bằng chi vũ bao gồm phong thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc, phải cần một quả linh thạch cực phẩm phong thuộc tính mới có thể triệt để kích thích nó. Đây cũng là nguyên do mà hắn đặc biệt lưu ý tới cực phẩm linh thạch phong thuộc tính. Hiện tại hắn đã chiếm được tài liệu chân linh thiên phượng chi linh bực này, tự nhiên kế hoạch ban đầu có chút thay đổi. Muốn đem tiêu vũ này dung nhập vào phong lôi xí, thiên phượng chi linh lại bất đồng với man bằng chi vũ. Trong đó có hàm chứa mãnh liệt thiên địa pháp tắc mà khiến người ta kinh sợ nhất chính là không gian thần thông. Nếu đem quy tắc chi lực của linh vũ này thật sự luyện hóa dung nhập vào bên trong phong lôi xí, uy năng to lớn người nào cũng có thể tưởng tượng được. Lần sau dù có đối mặt với ngân giai mộc linh, là vật đáng sợ không thể ngăn cản như vậy, nói không chừng không cần phải liều mạng làm gì, trực tiếp chuồn mất cho lành. Hàn lập vuốt vuốt vũ xí cùng ngũ sắc vũ linh, trong lòng âm thầm tự suy xét. Chuyện này cũng thật may mắn, lúc trước hắn từng có một lần kinh nghiệm đem man bằng chi vũ dung nhập vào phong lôi xí, nếu như lần đó luyện hóa thành công vậy không biết bây giờ luyện hóa phượng linh này ra sao đây. Trong lòng đã quyết định, từ trong chữ vật trạc hàn lập lấy ra 6 khỏa cực phẩm linh thạch thuộc tính đều không giống nhau. Năm khỏa trong đó tương ứng với ngũ hành thuộc tính, một khỏa lại là viên linh thạch bạch sắc phong thuộc tính. Với thần thông hiện tại của hàn lập cũng không cần các loại địa hỏa gì đó. Hắn há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu, một hồi quay cuồng ngưng tụ, sau đó không ngờ biến ảo thành một hỏa lò cự đại có ngân diễm quay xung quanh. Hàn lập đem phong lôi xí ném vào trong hỏa lò, lại đem viên linh thạch phong thuộc tính ném vào vèo vèo hai tiếng vang lên, sau đó hai vật lập tức chui vào rồi biến mất trong lò. Tiếp đó tay áo hàn lập phất một cái xuống mặt đất, một mảnh thanh hà lập tức lóe lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện rất nhiều các loại bình, lọ tài liệu. Đúng là các tài liệu phụ trợ cần thiết để luyện chế lại phong lôi xí. May mắn là hắn một mực vẫn nhớ tới chuyện luyện chế lại phong lôi xí, cho nên trước đó đã thu mua rất nhiều tài liệu phụ trợ cần thiết. Một mặt hàn lập đem một lọ chất lỏng giống như thủy ngân ném vào trong lò lửa, một mặt lẩm bẩm. 10 ngón liên tục búng pháp quyết hướng tới hỏa lò, trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, sau đó trong mật thất truyền ra tiếng cười to của Hàn Lập. Chỉ thấy hắn đứng giữa mật thất, trong tay cầm một đôi vũ sĩ óng ánh, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ kinh hỉ. Đây là một đôi vũ sĩ thanh quang rộng rãi, được một đoàn hào quang ngũ sắc vây lấy, thế nhưng phảng phất lại trong suốt giống như như thủy tinh, như ẩn như hiện ở trên tay Hàn Lập, phảng phất như tùy thời có thể biến mất vậy. Vừa rồi Hàn Lập đã thử qua uy năng sau khi phong lôi xí tiến giai thành linh bảo, thần diệu vượt xa cả suy đoán trước đó của hắn. Điều này cũng khó trách, vô luận là Lý Bằng Chi Vũ hay là Thiên Phượng Chi Linh. Chỉ cần có thể luyện hóa sau đó sẽ hiển hiện hiệu lực. Cho dù có luyện chế ra thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề. Hôm nay hai kiện đồ vật kết hợp luyện hóa biến thành một kiện bảo vật. Mạo uy năng lại vượt xa tưởng tượng, điều này càng khiến Hàn Lập cực kỳ thỏa mãn. chương 1389 tụ tập, cầm chiếc lông cánh trong suốt trong tay ném đi, Hàn Lập phun ra một cỗ thanh hà, Loáng một cái đã đem nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Trong thời gian tiếp theo sau đó, Hàn Lập lấy mấy thanh trúc phong vân kiếm ra dùng nhất khẩu kia để luyện chế, chậm rãi khôi phục linh tính của chúng nó. Một năm sau, tại một ngọn núi vô danh của thế giới hoang dã, có một đạo thanh quang thản nhiên như ẩn như hiện vụt bay tới. Ở trong độn quang là một thanh niên thần sắc thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, đúng là Hàn Lập vừa mới rời đi sau mấy tháng giấu thân ở thổ sơn nơi đây. Mấy phi kiếm của hắn đều đã được tu bổ xong đương nhiên không còn lý do gì để lưu lại nơi đó liền khống chế độn quang ở tốc độ vừa phải thẳng tiến tới nơi đây bởi vì lần này đi lẻ loi một mình hàn lập vô cùng cẩn thận mặc dù vậy suốt hơn nửa năm bay liên tục cũng có thể coi là bình yên vô sự mà phiến núi non vô danh này lại nhìn thoạt có chút không bình thường vô luận trên núi hay dưới chân núi tất cả cây cối đều có một vẻ thấp bé lạ thường mặc dù phảng phất có một vài cây cổ thụ rậm rạp nhưng cũng một bực như nhau không cao là mấy Thêm vào đó, chỉ cần bay thấp một chút là ngay lập tức có thể cảm nhận được một luồng khí nồng đậm ẩm ướt như muốn đánh thẳng vào mặt. Mà tại chỗ núi non này, khắp nơi trải dài rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, trong đó không ít những cái có phương viên mấy ngàn dặm. Hàn Lập khi phi độn qua những hồ nước này đương nhiên không dám quá lộ liễu mà ngược lại vô cùng cẩn trọng. Ai mà biết được trong những hồ nước này có ẩn giấu những con cổ thú hay tộc nhân dị tộc gì. Từ khi tiến vào khu vực núi non này, trước sau hắn đã giết mười mấy đầu dị thú chủ động tấn công hắn trong đó có một con man ngư cự thú cơ hồ tương đương với tồn tại hóa thần kỳ con man ngư này sống trong một hồ nước lớn một thân thủy hệ thần thông vô cùng lợi hại khiến cho hàn lập cũng mất một phen động tay chân không dễ dàng gì phi hành về phía trước thêm nửa ngày thì khung cảnh bắt đầu có biến đổi hiện ra hai tòa núi cao thẳng tắp ước đến cả ngan trượng vừa nhìn thấy hai ngọn núi này thì hai mắt hàn lập lại sáng ngời nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng nếu nói về kích thước hai ngọn núi này tất nhiên không thể coi là cao nhất nhì gì, gì đó cũng không thể gây cho một người từng trải như Hàn Lập chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng hai ngọn núi này lại có chút khác biệt, hơn phân nửa của một ngọn bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trong suốt, phụ cận cũng đều có bộ dáng kỳ hàn vô cùng mỹ lệ. Ngọn còn lại thì lại tím ngắt một màu, toàn bộ cả ngọn núi bị bao phủ bởi những lá cây rừng với màu tử mang quỷ dị. Hai tòa sơn phong cách nhau bất quá khoảng hơn 10 dặm, ngoài bộ dáng một cái màu trắng bạc, một cái màu tím ngắt thì kích thước, hình dáng của chúng lại khá giống nhau. Nơi này nếu thật có hai tòa sơn phong như vậy, xem ra bọn họ không có nói dối. Hàn lập thì thào mấy tiếng, lập tức độn quang chợt lóe, bay thẳng tới tòa băng sơn. Khi đến càng gần tòa núi này thì gió gào thét càng lớn, dĩ nhiên băng hàn lạnh thấu xương, phảng phất giống như bị đau cắt. Thân sắc hàn lập vừa động trên người lập tức toát ra một tầng thanh quang, những làn gió băng hàn không có ý nghĩa gì với hắn nữa. Phía trên đại môn tiến vào ngọn băng sơn này đột nhiên có hai đạo kinh hồng bắn thẳng ra từ nơi băng tuyết bao phủ dày nhất, theo đó là hai đạo thân ảnh hiện ra cách phía trước Hàn Lập hơn 30 trường. Hàn Lập thoáng giật mình, dừng độn quang lại, hiện hình giữa không chung. Ha ha, nguyên lai là Hàn Đạo Hữu tới. Ta biết mà, với thần thông của Đạo Hữu, nhất kiện nhiệm vụ này tuyệt đối vô sự. Phía trước lúc này là hai gã nam tử, một người trong đó khẽ liếc mắt cái lập tức nhận ra Hàn Lập, liền tươi cười chào hỏi. Người này mặt xanh tóc trắng, khoảng phất năm 60 tuổi, đúng là người mà ngày đó Hàn Lập tiến vào thiên chắc thành, khi tiến vào phi linh điện đã gặp liễu lão giả. Bên cạnh lão giả này là một gã nho sinh, nhìn có vẻ hòa ái dị thường. Nguyên lai like là liễu huynh cùng Âu Dương huynh, nhị vị không phải so với tại hạ còn tới sớm hơn sao. Xem ra nhị cận nhiệm vụ so với tại hạ còn muốn thuận lợi hơn. Hàn lập hắc hắc cười, cơ hồ muốn đem hết mấy chuyện ấm ức mình xém chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này ra. Nhiệm vụ của hai người bọn ta làm sao có thể so sánh với của Hàn Đạo Hiếu. Lão Phu bất quá chỉ là đi theo mấy vị kim vệ đại nhân càn quét mấy tên dị tộc vô danh tiểu tốt mà thôi. Chỉ cần cẩn thận một ít, hiển nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Liễu lão giả cuống quyết lắc đầu nói, ngoại trừ hai vị đạo hiếu, những đạo hiếu khác đã có ai tới chưa vậy? Hàn lập mỉm cười nhưng lại đột nhiên chuyển đề tài, đương nhiên là có, chúng ta chuyến này nhân thủ không ít, sớm có phỏng đoán sẽ bị thất thoát phân nửa, nhưng cũng may giờ mọi người đến cũng có thể coi là không sai biệt lắm. Ta mang Hàn huynh đi gặp mặt, liễu lão giả tủm tỉm cười nói như vậy thì làm phiền đạo hữu rồi hàn lập ôm quyền thật không có ý phản đối lập tức cả ba người hóa thành ba đạo độn quang hai trước một sau tiến thẳng về hướng băng sơn nhưng vừa phi hành được một đoạn ngắn một lão dẫn đường phía trước móc trong lòng ra một tấm lệnh bài hướng về phía hư không thoáng lên một cái nhất thời một mảnh bạch quang từ lệnh bài bắn ra nơi bạch quang đi qua xuất hiện một phiến bạch liên linh quang chấp động không thôi lão giả họ liễu thúc giục độn quang tăng tốc tiến nhập vào trong bạch liên. Ngay lập tức bóng lão chợt léo lên rồi tiêu tan mất. Ánh mắt hàn lập chăm chú theo dõi, cùng nho sinh bám sát theo sau. Nơi này hóa ra còn bị người ta bố trí một tầng ảo trận, lúc trước hắn không có nhận ra. Xem ra ứng với tu vi của hắn mà như vậy thì quả thật có chút thần diệu. Như vậy cũng có thể thấy, nếu là cổ thú từ phụ cận đi qua thì đương nhiên không thể phát hiện được gì. Lại nói ba người chấp động mấy cái đều đã tiến nhập vào trong một khu vực khác, chỉ thấy trước mặt là một căn phòng rộng bằng băng trong suốt được khoét sâu vào vách núi phụ cận còn có nhiều băng ốc nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau mà trong căn phòng lớn kia có ba người hai nữ một nam đang ngồi nói chuyện gì đó vừa nhìn thấy bọn người hàn lập xuất hiện ánh mắt của ba người này đột nhiên bá lên một chút rồi tất cả đều rơi lên người hắn nam tử chính là một gác vóc người khôi ngô râu quai nón vẻ mặt nhìn có chút mạnh mẽ nữ thì có một người tầm hơn bốn tuổi khuôn mặt bình thường mặc bộ áo váy màu xanh người còn lại tuổi còn khá trẻ một thân thuy sam đầu đội khăn mặt cũng được phủ một tấm khăn mỏng hàn lập vừa nhìn thấy nữ tử che mặt thì có chút ngẩn ra trong miệng khẽ kêu lên một tiếng oánh tiên tử không nghĩ đạo hiếu cũng được mời tới đây thật là khéo léo mà hàn lập kinh ngạc bắt chuyện với nữ tử này thiếp thân thế nhưng lại biết đạo hiếu sẽ tới đây nhiệm vụ vừa qua tại hạ nghĩ chắc chắn hàn đạo hiếu có thể vượt qua nữ tử che mặt kia thản nhiên nhìn hàn lập mỉm cười nữ tử này cũng là một tu sĩ phi thăng, lúc trước đã từng yêu cầu Hàn Lập cùng mình thực hiện nhiệm vụ kia, không phải là oánh tiên tử thì là ai khác đây. Cái này thực sự lại nằm ngoài dữ liệu của Hàn Mỗ. Hàn Lập cười hắc hắc trả lời, mặc dù lúc trước khi được mời thực hiện nhiệm vụ này thì nữ tử kia không có mặt, nhưng nghĩ đến đối phương thốt ra những lời chắc chắn như vậy thì việc được mời tới đây không phải là giả. Về phần mấy người kia triệu tập hắn tới đây rồi mời cả những người khác nữa, thực sự hắn cũng không muốn quản nhiều. Hàn Quang trên mắt Hàn Lập vừa chuyển, đảo qua hai người còn lại. Hai người này khuôn mặt cũng có chút quen thuộc, tựa hồ cũng là phi thăng tu sĩ đã từng có mặt tại lần hội tụ vừa rồi, chỉ là không có cùng hắn giao thiệp gì mà thôi. Cả ba người đều là tu vi hóa thần trung kỳ trở lên, đặc biệt phụ nhân kia đã là hóa thần hậu kỳ rồi. Vì vậy Hàn Lập hướng hai người ôm quyền chào hỏi, đại hán cùng phụ nhân cũng không dám chậm trễ, đồng dạng hướng Hàn Lập đáp lễ một chút. Nữ tử che mặt sau đó lập tức yêu cầu Hàn Lập vào trong cùng ngồi xuống nhưng sau khi đánh giá một chút hắn lại lắc đầu từ chối. Hàn Mỗ vừa rồi chấp hành nhiệm vụ có bị thương nhẹ, cộng thêm ngày đêm phi độn hao tổn pháp lực, hay là nên trước tiên khôi phục một chút đã. Hơn nữa, nếu không lầm thì ta nghe nói tựa hồ khoảng cách với thời gian xuất phát còn nửa tháng nữa. Ha ha, như vậy là ta đã có sơ suất rồi. Hàn huynh vất vả đường xa chạy tới đây, hiển nhiên trước tiên muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa lại còn bị thương. Vậy mấy gian phòng bên trái kia, đạo hữu cứ tùy tiện chọn lấy một gian đi. Đương nhiên, nếu đạo hữu không hài lòng thì có thể tự mình tái kiến một gian riêng. Lão giả họ liễu nghe vậy thì vuốt nhẹ tròm dâu, vẻ mặt ôn hòa nói. Vậy thì tại hạ không khách khí nữa. Hàn lập cười nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì, hướng mấy người cáo tử rồi hướng một tòa băng ốc nhỏ đi đến, mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Mấy người nhìn bóng lưng hàn lập đi khuất, nhất thời yên lặng trong chốc lát. Hàn huynh vội vã điều tức dưỡng thương như vậy, hẳn không phải là bị thương trầm trọng lắm chứ phụ nhân khẽ nhíu mày lên tiếng phá tan sự yên tĩnh hẳn không phải vậy hàn đạo hữu khí sắc tốt lắm có thể thật sự là pháp lực có chút hao tổn mà thôi đại hàn áo bảo cho bên cạnh lắc đầu nhưng cũng không nhất định là vậy hàn đạo hữu tinh thông bí thuật che giấu khí sắc chúng ta không nhìn ra cũng là chuyện bình thường nhưng là nếu đã có thể trở về được tới nơi đây thì rõ ràng người này không tầm thường chút nào cho dù có một chút tiểu bệnh thì tin rằng cũng không ảnh hưởng gì tới đại sự của chúng ta viên đạo hữu và tính viễn đại sư hay là cũng vào ốc tính dưỡng một chút đi oánh tiên tử lại tỏ ra có chút ý tứ với hàn lập thản nhiên lên tiếng oánh tiên tử nói vậy thật có lý mặc dù hàn đạo hữu chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ nhưng theo ta suy đoán nói về thần thông thì đạo hữu đã đủ khả năng đứng vào tiền tam rồi nho sinh đứng bên lúc này cười mỉm âu dương đạo hữu nói lời ấy không khỏi có chút phóng đại sao hàn đạo hữu dù gì cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ điểm này tuyệt đối lão thân không nhìn lầm phổ thân nghe vậy thì sửng sốt có chút không tin nói triệu đát tỷ vất vả gian nan mấy năm nay tại thiên chắc thành cũng là do quá bận rộn khổ tu lại rất ít tham gia tụ hội nên không biết những chuyện kỳ quái về vị tu sĩ này hàn đạo hữu đã từng nhiều lần chém giết và bắt giữ dị tộc cùng giai đặc biệt hắn tu luyện một loại thần thông gì đó mà rất có tác dụng khắc chế ảnh tộc đây cũng chính là nguyên nhân ta dốc hết sức yêu cầu hắn tới đây. Nữ tử che mặt lo lắng nói, ý tứ của ánh đạo hữu là muốn dùng người này đối phó với ảnh trùng thú. Phụ nhân có chút bừng tỉnh, không sai, ta chính có ý này, nếu không, ảnh trùng thú thực sự có chút khó giải quyết. Vạn nhất bởi vậy mà ảnh hưởng những việc khác thì công sức của chúng ta sẽ thành bỏ hết. Liễu lão giả cũng mỉm cười giải thích thêm, triệu phụ nhân nghe vậy thì gật đầu, không nói gì nữa. Vì vậy mà sau đó mấy người này an vị tại trong phòng, đông một câu, tây một câu bắt đầu tán dóc. Còn Hàn Lập cũng ngồi tại một băng ốc của mình khoanh chân ngồi xuống, cả người không hề nhúc nhích. chương 1390, mưu Đồ chân Thiềm. Hơn 10 ngày sau, đột nhiên từ bên ngoài phòng băng của Hàn Lập truyền tới một tiếng huyết dài, mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ đem Hàn Lập đang nhập định gọi tỉnh dậy. Hai mí mắt hắn vừa động liền mở hẳn hai tròng mắt ra. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, trong đầu trầm tư suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi đứng lên đẩy cánh cửa băng ốc đi ra ngoài chỉ thấy trước mặt là một phiến trống trải vô cùng lớn không biết từ khi nào nơi đây đã xuất hiện một gian đại điện nhiễm hàn băng rộng tới cả trăm trượng trong đại điện dùng những băng trụ thô to để chống đỡ mặc dù những băng trụ này thô giáp xù xì nhưng dưới ánh mặt trời chiếc lên loang loáng cũng tạo được một phen khí thế giữa đại điện có một đài băng cao mấy trượng đứng trên đó là một đôi nam nữ Nam chính là một vị tu sĩ khá lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng nhìn rất đẹp trai tuấn mỹ, nữ tử thì lại là một người trẻ tuổi, vóc người đầy đặn, xinh đẹp dị thường, cánh tay trắng nõn cùng một chút đôi chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài trong vô cùng hấp dẫn. Hai người này dĩ nhiên đều có tu vi luyện hư kỳ, nam tử tóc bạc thậm chí còn là trung kỳ cảnh giới. Như vậy tiếng huyết gió kia chính được phát ra từ nam tử tóc bạc này. Lúc này dưới đài băng đã có bốn năm người đứng, trong đó có ánh thiên tử cùng đám người liễu lão giả. Mà đương nhiên nghe được tiếng huyết gió kia không chỉ có mình hàn lập, lúc này nhìn xung quanh đã có rất nhiều người lục tục đi ra. Trong nháy mắt đã có gần 20 tu sĩ tiến đến từ khắp nơi trên ngọn núi. Toàn bộ những người này đều đã ngoài tu vi hóa thần kỳ, sau khi nghe tiếng huyết gió thì đều hướng tới đại điện với thần sắc khác nhau. Hàn lập bất động thanh sắc, cũng không vội vã gì, đợi mấy người tiến vào rồi mới hòa mình cùng dòng người. Những tu sĩ tiến vào đại điện có không ít người quen biết hai người nam nữ trên đài, cùng cần ân cần thăm hỏi ra mắt chúc tiền bối, thanh tiền bối. Hai vị tiền bối cũng tới rồi, vãn bối xin ra mắt hai vị tiền bối. Hàn lập tùy ý tìm một vị trí, lạnh nhạt đứng bất động ở đó. Người lúc đầu tới mời hắn tham gia nhiệm vụ lần này chính là hai kim vệ của thiên uyên thành danh khí không nhỏ đang đứng trên đài cao kia. Cả hai nam nữ tu sĩ này, mặc dù cũng chỉ một lần quan hệ qua, nhưng Hàn Lập cảm thấy hai người này cũng không tệ lắm, hơn nữa lại cũng là phi thăng tu sĩ nếu không ngay cả có hứa hẹn gì đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hắn đáp ứng tham dự việc này. Nam tử họ chúc trong miệng lúc nào cũng cười thân thiện, hướng tới mọi người liên tục thăm hỏi. Sau một hồi mới lên tiếng lanh lành, mọi người không sai biệt lắm cũng đã tới đầy đủ, xin mời chư vị đạo hữu trước tiên hãy ngồi xuống. Chúng ta sau đó sẽ cùng thương lượng làm thế nào để thanh tiễu đám bích nhãn chân thiềm kia. Lời của lão vừa dứt thì nữ tử xinh đẹp bên cạnh lập tức vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời băng điện bạch quang chấp động, Tiếp đó là hàng loạt những chiếc ghế ngọc tinh xảo dị thường liên tục hiện ra theo tác dụng của pháp trận. Chúng tu sĩ thấy việc này đều theo lời ngồi xuống, sau đó mới một lần nữa nhìn lên trên băng đài. Lúc này đôi vợ chồng luyện hư kỳ cũng đã ngồi xuống. Nam tử tóc bạc đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cười nói thêm: "Xem ra vợ chồng ta đoán trước cũng không có sai biệt lắm. So với những đạo hữu đã được mời, số có mặt hôm nay bất quá chỉ chiếm khoảng 4 phần mà thôi." Các đạo hữu khác có người vì nhiệm vụ vướng chân chưa thể rời đi, cũng có người không may mắn khi thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chúng ta ở đây đồng tâm hiệp lực cũng có thể đem đám bích nhãn chân thiềm kia thuận lợi tiêu diệt. Đến lúc đó chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm theo như thỏa thuận, chư vị đạo hữu nhận được chân thiềm linh huyết còn vợ chồng ta thì lấy chu thiên tâm hoa được quần thú thủ hộ. Cái này lúc trước tất cả đều đã được nói qua và không có dị nghị gì. Đương nhiên khi phân chia chân thiềm linh huyết còn phải căn cứ vào biểu hiện của chư vị đạo hữu không thể cào bằng ai cũng như ai được. Chính vì vậy, mong rằng chư vị đạo hữu đều cố gắng hết sức. Nam tử Tuấn Mỹ nói xong mấy lời cuối cùng thì trên người mơ hồ tản mát ra khí tức cường đại của một tu sĩ luyện hư, đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị. Các tu sĩ khác nghe hắn nói vậy thì tất cả đều an vị, tựa hồ không có ý kiến gì với những lời vừa rồi. Tốt, như vậy tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thương lượng các bước hành động cụ thể. Đàn cổ thu bích nhãn chân thiềm này là đám người do ánh tiên tử dẫn đầu phát hiện đầu tiên, vậy sẽ để cho tiên tử giải thích thêm một chút. Trên mặt nam tử Tuấn Mỹ hiện rõ sự hài lòng, quay người về phía nữ tu sĩ bịt mặt. Trúc tiền bối đã nói vậy, vãn bối không có dũng khí không theo. Oánh tiên tử cười nhẹ, thướt tha đứng lên, đưa ánh mắt đảo qua các tu sĩ còn lại, thong dong giải thích. Chuyện như thế nào phát hiện ra huyệt động bích nhãn chân thiềm tiểu nữ không nói nhiều ở đây. Điều quan trọng mọi người cần biết ở đây là, huyệt động chân thiềm này có khoảng 10 con, hai con trưởng thành đại khái có thực lực ngang luyện hư trung kỳ, các ấu thiềm còn lại đa phần tương đương tu sĩ cấp nguyên anh. Đàn chân thiềm này vốn vẫn ẩn giấu ở sâu trong xào huyệt trong lòng đất, bình thường căn bản không ra ngoài và cũng không ai phát hiện được. Nếu nghĩ muốn tìm tới xào huyệt và giết bọn chúng thì sợ rằng khó khăn gia tăng không ít. Dù sao hoàn cảnh phụ cận của xào huyệt phi thường không thuận lợi cho chúng ta vây diệt. Nói tới đây, thanh âm của nữ tử này bỗng nhiên dừng lại một lát, rồi lại nói tiếp nếu chỉ là bấy nhiêu thôi kỳ thật cũng không cần đồng thời mời tới nhiều đạo hữu như vậy mấu chốt chính là phụ cận xào huyệt của bích nhãn chân thiềm còn có hai loại cổ thú khác một là hắc huyết nghĩ và con còn lại là ảnh trùng thú hai loại trùng thú này mặc dù thân thể mỗi con không đáng kể gì so với tu vi của chúng ta ở đây nhưng chúng lại đều sống thành đàn mỗi đàn chừng hơn trăm con cả ba loại cổ thú này sinh sống dựa vào nhau quan hệ rất tốt nếu muốn thanh tiêu bích nhãn chân thiềm thì đồng thời phải giải quyết được hai loại bạn sinh trùng thú kia mới được hắc huyết nghĩ, ảnh trùng thú, nói xong thì nữ tử che mặt nhìn nam nhân Tuấn Mỹ phía trên khẽ gật đầu một cái rồi trở về vị trí của mình mặc kệ mọi người bắt đầu có chút xôn xao. Không cần phải khẩn trương, nếu ta đã mời chư vị đạo hữu tới đây, hiển nhiên phải có phương pháp giải quyết rồi. Chúc tiền bối, không phải ta không tin lời tiền bối nhưng thực sự việc này xem ra vô cùng hung hiểm, tiền bối có thể giải thích rõ hơn một chút các kế sách đối phó. Một tu sĩ nam già đầu đội nón che đứng lên khỏi ghế băng khom người hướng về phía đài băng nói: "Lão giả này tu vi thực sự đứng vào nhóm ít người ở đây, đã là hóa thần hậu kỳ. Nguyên lai like là Du đạo hữu, mời đạo hữu ngồi, cho dù đạo huynh không đề cập tới việc này, tại hạ cũng sẽ giải thích cụ thể mà." Nam nhân trên đài cười nhẹ, bộ dáng có vẻ lơ đễnh. Tu sĩ họ Du kia nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, ôm quyền ngồi xuống. Kỳ thật rất đơn giản, hai loại bạn sinh trùng thú kia mặc dù có chút khó giải quyết nhưng là vợ chồng tại hạ đã mới tìm mua được một ít đàn hạc hương thứ hương này có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắc huyết nghĩ chỉ cần tại một nơi xa xa đốt đàn hạc hương lên chắc chắn lũ kiến kia sẽ bị hấp dẫn mà mò đến khi đó tất cả đồng loạt ra tay tiêu diệt là được nhưng thật ra vấn đề ảnh trùng thú mới là có chút khó đối phó bất quá vợ chồng ta cũng từ chỗ bạn bè tốt mượn tới một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ chỉ cần có tám đạo hữu ở đây chia nhau cầm những lá kỳ là đủ tạo thành thiên đô hoàn lôi trận, đủ có thể vây khốn ảnh trùng thú. Ngoài ra, đặc biệt chúng ta còn có hàn đạo hữu và thiếu tiên tử ở đây công pháp có chút đặc thù chuyên môn khắc chế ảnh trùng. Với sự trợ giúp của hai vị này, hẳn là không có vấn đề gì. Các đạo hữu còn lại sẽ cùng vợ chồng ta liên thủ chuyên tâm đối phó đám chân thiềm thú. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Tu sĩ họ chúc chậm rãi nói hết một lượt, Âm thanh không tính là lớn nhưng lại truyền đến tai từng người một rất rõ ràng. Hàn Lập nghe đối phương đề cập thẳng đến tên mình thì thần sắc có chút động, đưa mắt hướng lên đại điện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Thì ra chính là nữ tử khoảng 25-26 tuổi ngồi cạnh nam nhân họ Trúc kia. Nàng mặc một bộ bạch ngân trắng muốt, tướng mạo thanh tú dị thường. Người này thấy Hàn Lập nhìn lại thì dịu dàng cười chào. Chẳng lẽ đây chính là vị tiểu tiên tử kia? không biết nàng tét u luyện thần thông gì mà cũng có thể khắc chế ảnh trùng thú đây hàn lập ngoài mặt cười đáp lễ nhưng trong lòng thì tỏ ra khá tò mò lúc này ở phía dưới một số người bắt đầu lên tiếng hỏi về các vấn đề nghi hoặc nam nhân họ trúc kia tỏ ra vô cùng hòa nhã nhất nhất đều nhiệt tình trả lời tất cả mọi người khiến cho ai cũng hài lòng bất quá hàn lập không chú ý nhiều tới mấy chuyện đó hiện hắn vẫn để tâm tới nữ tử ngồi trên đài mặc dù từ khi cười với nhau một cái tới giờ hai người vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào bản thân nữ tử kia lúc nào gặp ánh mắt của hắn cũng chỉ cười mỉm đáp lễ khiến cho hàn lập cảm giác có chút kỳ quái hắn nhớ không lầm thì ngày đó hai vợ chồng kia tới tìm tựa hồ cũng chỉ có nam nhân nọ nói chuyện nữ nhân này tuyệt đối không có nói nửa lời chẳng lẽ nữ tu sĩ này tu luyện phật môn công pháp gì đó khiến cho không thể mở miệng nói chuyện hay là người bị điếc bẩm sinh nhưng là với tu vi bọn họ tới bực này thì những bệnh tật vặt vãnh đó hiển nhiên không thành vấn đề rồi cứ miên man suy nghĩ khiến Hàn Lập không chú ý lắm tới những người xung quanh. Một lúc lâu sau, khi không còn ai hỏi vấn đề gì nữa, nam nhân họ Trúc bắt đầu phân phối công việc cho mọi người. Lại nói, lần này trong số các tu sĩ được mời tới đây, trừ Hàn Lập cùng nữ tu sĩ họ tiêu tu luyện công pháp chuyên môn dùng khắc chế ảnh trùng thú ra, còn có không ít tu sĩ tu luyện công pháp hiếm thấy có lôi thuộc tính, mục đích chính là để họ tham gia vận dụng huyền thanh thiên lôi kỳ tạo nên thiên đô hoàn lôi đại trận. Những người này bao gồm cả Hàn Lập đều hoặc là phi thăng tu sĩ hoặc là hậu duệ của phi thăng tu sĩ, không hề có một gã tu sĩ bản địa nào. Chính vì vậy mặc dù nhân số không ít nhưng cuối cùng cũng không có nhiều ý kiến đối với việc phân chia nhiệm vụ. Sau khi điều phối xong xuôi, nam tu sĩ họ chúc cùng với tất cả đám người không hề trì hoãn thời gian, đồng loạt hóa thành từng đạo độn quang hướng thẳng phía tây bay đi. Phi hành liên tục 3 ngày 3 đêm không gặp bất cứ sự cố gì, rốt cuộc mọi người cũng tới bên một cái hồ lớn. Cái hồ này trên mặt sương mù vô cùng nồng đậm, ẩm ướt và lạnh dị thường khiến cho người ta có cảm giác thập phần thần bí. Chúng tu sĩ nhìn thấy cái hồ này, không ít người cũng phải nhướng mày. Nói đại khái, tại thế giới hoang dã này, với bất kỳ địa phương nào thoạt nhìn quỷ dị một chút đều khiến hơn phân nửa tu sĩ không nguyện dễ dàng tiến vào trong đó. Ai biết sương mù cùng với hồ nước dưới kia có ẩn tàng cổ thú gì không, vạn nhất bị đánh lén mà chết thì không phải là tự mình đi tìm tử lộ sao? Chính vì vậy, cơ hồ không cần người nào nhắc nhở Tất cả mọi người đều độn quang chậm dần, đến trước đám sương mù thì ngừng hẳn lại. Chương 1391, Đàn Hạc Hương và Hắc Tuyết nghĩ. Chư vị đạo hữu cẩn thận một chút, trong sương mù sẽ có một loại quái cầm không rõ tên, cũng may thực lực không tính là cao, chỉ cần phải cẩn thận toan dịch của chúng nó phụt lên thì không đáng ngại. Về phần chút hơi nước này thì giao cho phu phụ ta trừ bỏ đi. Thanh niên họ Trúc đang phi hành đầu tiên bỗng nhiên nói lớn. Tiếp đó ngay trước ánh mắt ngẩn ra của những người khác, thấy ngân thanh niên hé miệng ra, bỗng nhiên phun ra một bình ngọc trường hiệu trắng xóa, quay tròn xoay chuyển một cái, miệng bình liền nhắm ngay bạch sắc xương ngủ phía trước. Hai tay thanh niên bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, linh quang trên bình ngọc phóng ra mạnh mẽ. Một tiếng phốc suy vang lên, một cổ thanh sắc kình phong từ trong bình phun ra. Kình phong ấy khi vừa thổi ra thì chỉ là thanh quang nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng sau khi vừa thổi xa ra mấy trường, thì cuồng phong gào thét phần phật một tiếng, trong nháy mắt hóa thành cơn lốc phi thường mãnh liệt thổi về phía trước. Trên mặt hồ, sương mù nhất thời dữ dội cuồn cuộn lui về phía sau. Một cái thông đạo phi thường rõ ràng, như ẩn như hiện ở trong sương mù hiện ra, đi thôi. Thanh niên họ trúc ra lệnh một tiếng, tự mình cùng bạn lữ dẫn đầu bay vào trong thông đạo, mà bình ngọc lại thủy chung xoay quanh trên đỉnh đầu, cuồng phong liên tục phụt lên. Những người khác thấy vậy, trong lòng buông lòng, cũng không lại trần chờ đều theo sát mà vào. Quả nhiên tựa như thanh niên họ trúc nói, sau khi mới bay vào trong hồ hơn 10 dặm, trong sương mù từ bốn phía bắt đầu bay ra một ít bạch sắc phi cầm lớn vài thước từng con trông như chiếc thuyền nhỏ dài ở bụng sinh ra một đôi lục sắc lợi chảo những phi cầm này rõ ràng là hướng tới chúng tu sĩ vừa lao ra khỏi sương mù lập tức há miệng ra một đạo rồi lại tiếp một đạo thủy tiễn đen nhánh phóng thẳng đến mọi người trong vài tiếng quát khẽ quần tu đều phóng ra pháp bảo của mình hoặc đem phi kiếm hóa thành một đoàn linh quang hoặc mặt cổ thuẫn hiện lên trước người hắc sắc thủy tiến này vừa bắn tới phía trên lập tức hóa thành một cổ khói đen biến mất còn các bảo vật khác như kiếm tại chỗ bị phun trúng hiện ra lỗ thủng chi chít sắc mặt chủ nhân của những pháp bảo này nổi lên vẻ đại biến lập tức có người lớn tiếng ồn ào lên mau ra tay tiêu diệt mấy thứ này toàn dịch của nó có thể ăn mòn các loại bảo vật vừa nghe nói thế những người khác cũng sợ hãi trong lòng tất cả thần thông tung ra hết từng đạo kinh hồng cùng từng mảng từng mảnh quang hà đồng thời hướng quái cầm chặn đầu chụp tới nơi mà kinh hồng quang hà đi qua các quái điểu đều hóa thành một đoàn huyết vũ rơi xuống, trong nháy mắt bị diệt giết không còn một mảnh. Thấy tình hình ấy, cả người vốn có chút kiêng kỵ, trong lòng cũng buông lỏng. Thực lực những quái điểu này quả nhiên cực yếu, nhưng hầu như chỉ một giây sau, vài tiếng âm thanh kỳ từ trong sương mù truyền ra, bỗng nhiên lại bay ra một đám bạch sắc quái điểu nữa, cũng lại từng cỗ từng cỗ hắc sắc thủy tiến khắp bầu trời đánh tới. Quần tu cả kinh, luống cuống tay chân vội vàng đem bảo vật vừa mới thu hồi lần thứ hai phóng ra, chống lại một phen, lại dùng thần thông đem tất cả chúng nó đều giết chết hết. Nhưng tình hình giống vậy lại xuất hiện liếu, khi con quái điểu cuối cùng hóa thành huyết vũ, từ trong sương mù lại hiện ra chi chít bóng chim. Mọi người nổi lên một hồi rối loạn, không ít người trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hàn Lập nhướng mày, đem thần niệm hướng tới trong sương mù quét tới, không ngờ trong sương mù này lại có thể phân bố vô số loại quái điểu này, chúng đang ùn ùn kéo đến, có vẻ cũng không biết có bao nhiêu vạn con. Hàn Lập mặc dù đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, ngược lại cũng phải hít một ngụm lương khí. Mọi người không cần sợ, loại này quái cầm bây giờ chỉ là thử công kích mà thôi, một khi hơn 13 lần công kích trước tiên vô hiệu, chúng nó sẽ tự động biết khó mà lui. Phía trước lại vang lên âm thanh phi thường bình tĩnh của thanh niên họ Trúc. Nghe được lời đó, những người khác có chút bừng tĩnh, lúc này thúc giục phóng ra các loại bảo vật, đem y công kích tất cả bạch sắc quái điểu, giết chết hết, cả một con cũng không để lại. Sau 13-14 lần công kích liên tiếp đi qua, Quả nhiên đàn chim vốn tụ tập trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn thật dài, nhất thời tất cả bạch sắc điều thú lập tức giải tán, ở trong sương mù bay đi bốn phía. Chúng nó rốt cuộc thực sự không chiến tự lui, thấy tình hình ấy, lúc này mọi người mới thật sự yên lòng, lập tức nắm chặt thời gian bay thẳng đi về phía trước. Nửa ngày sau, sương mù ở bốn phía của đoàn người tản ra, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời lên, ở phía trước hiện ra một tòa cự sơn trong hồ, cao trừng vạn trượng, hình dạng chân núi cắm thẳng vào dưới đáy hồ. Bộ phận lộ ra của tòa núi ấy, tất cả đều là núi đá hắc lục sắc, trên mặt ngoại trừ một ít thực vật cỏ rêu, thì đều là trơ trụi. Chính là ở đây, hắc hắc, thật khó cho đám người oánh tiên tử có thể tìm tới đây. Lúc độn quang của mọi người dừng lại, thanh niên họ chúc nhìn cự sơn, trong miệng nói ra tiếng ríu rít. Đây là mấy người vãn bối ngày trước truy đuổi một đầu dị thú, trong lúc vô ý xông vào đây. Này cũng coi như là vận số của đám người vãn bối không tồi đi. Nữ tử che mặt cười dài nói, đúng vậy, nếu không phải cơ duyên xảo hợp nơi bí ẩn bậc này đúng là không phát hiện ra nổi có điều là cũng chính là như vậy nên mới có thể lưu lại cho chúng ta một đám chân thiềm thú như thế nếu như ở bên ngoài có nghe nói sợ rằng sớm đã bị người khác dẫn đường tới rồi sao còn có thể đợi được chúng ta tới xuất thủ ngân thanh niên nghe vậy ha ha cười trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn các tu sĩ khác cũng đều mang dáng tươi cười gật đầu đồng ý hang của chân thiềm thú này ngay ở chân núi đó một phần trong động ngầm thiên nhiên chúng ta cứ theo kế hoạch lúc trước trước tiên đem hắc huyết nghĩ dẫn dụ tới rồi giết chết đi mọi người cẩn thận một chút những con hắc huyết nghĩ này tuy rằng chỉ có thực lực của bát cấp yêu thú thế nhưng trời sinh có thể phá các loại linh quang hộ thể cùng hộ thuẫn của tu sĩ chúng ta đồng thời máu đen trong cơ thể cực kỳ độc lấy thực lực của chúng ta một khi bị cắn chúng phải lập tức ăn vào giải độc đan bằng không cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng được rồi mọi người chuẩn bị đi ta châm đàn hạc hương trước thanh niên họ chúc chăm chú căn dặn một hai câu, mới đưa tay lộn chuyển, trong tay đột nhiên nhiều thêm ra một cái lư hương to bằng lòng bàn tay, bên trong cắm một cây lục sắc đàn hương dài nửa thước. Đem lư hương ném lên không trung, nhất thời lơ lửng ở trên cao, từ từ chuyển động liên tục. Thanh niên lại giơ tay, một cây hương nến đẹp cỡ ngón tay nhẹ đi một chút, một đạo hồng quang xoẹt qua. Hương nến lục sắc bị đốt cháy một cái, một lũ khói xanh lượn lờ bay lên không trung. Hàn Lập chăm chú nhìn lư hương đó, nét mặt chợt lóe lên dị sắc. Đây là đàn hạc hương ư, thoạt nhìn không chút nào lọt vào mắt, đồng thời hình dạng cũng không chút nào làm cho người ta hứng thú nổi, lẽ nào thực sự hữu dụng với hắc huyết nghĩ. Hàn lập trong lòng nói thầm hai câu, lúc này không cần người nào phân phó, mọi người liền bay ra bón phía, sau đó ở bốn phương tám hướng đều thi triển ẩn nặc thuật. Hàn lập cũng hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến trên cao, ở chỗ cao hơn trăm trượng mới dừng độn quang lại, đang bấm quyết thi pháp thì bên cạnh chợt lóe lên một đạo bạch hồng, một bóng người thon thả khác đã ở phụ cận hiện hình ra. Hàn lập sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn lại, hiện ra là một tiểu nữ tử xinh xắn dung mạo thanh tú, lại chính là vị tiêu tiên tử kia. Nàng tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn gặp phải Hàn lập, nhưng lập tức cười nhã nhận nói. Hàn huynh, trong khả năng của thiếp có một cây bách chướng nghịch quang phiên, về mặt che ẩn trên đảo cũng hơi có chút thần hiệu, không bằng ta thi pháp, đem thân hình đảo hữu cùng nhau che đậy lên đi. Ha ha, đã như vậy, vậy thì phiền tiên tử rồi. Hàn lập khách khí một câu, cũng cũng không có phản đối. Chỉ là cái nhấc tay, Hàn huynh cần gì phải đa lễ. Trên mặt nữ tử họ Tiêu mang một tia mỉm cười, đưa tay lên, một cây tuyết trắng tiểu phiên bay ra, sau khi xoay quanh một cái, liền bay tới chỗ đỉnh đầu hai người. Nàng lập tức điều khiển pháp quyết ti, tiểu phiên nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phóng xuất ra ánh sáng màu trắng sữa, quang mang chói mắt, trong nháy mắt đã đem thân hình hai người đều bao phủ ở trong đó. Sau một khắc, bạch quang tiêu tán giữa hư không, Tại chỗ lại trống không, không thấy một